Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Tập 93. Tôi đã nói sẽ khiến các người gánh chịu thay tôi cái gì rồi sao? Chút chuyện nhỏ này không đến lượt các người nói này nói nọ. Tiêu Chính Văn không khách sáo lạnh lùng nói. Vừa nghe anh nói thế, hầu như tất cả mọi người đều sửng sốt, đây còn là Lục Tuấn có tính cách nhu nhược đó sao? Nhất là Hứa Tinh, không ai hiểu Lục Tuấn bằng bà ta. Bình thường anh ta cũng chẳng có can đảm nói lớn tiếng với Lục Thiên Lăng chứ đừng nói là đi giải quyết một tai họa lớn như thế. Nhưng hôm nay đã trở lại bình thường, không chỉ mâu thuẫn với Lục Vũ Yên mà còn liên tiếp phản bác lại Lục Thiên Lăng. Lúc này mắt Hứa Tình cũng hơi ươn ướt, bà ta luôn mong con trai mình có thể nhanh chóng trưởng thành, có thể gánh vác nhà họ Lục đang bấp bênh như một người đàn ông trưởng thành. Mà lúc này nguyện vọng của bà ta đã thành sự thật. Có thể không vui đến rơi nước mắt được sao? Chuyện nhỏ, tôi muốn xem rốt cuộc cậu giải thích với tôi thế nào. Đúng lúc này ngoài cửa bỗng vang lên một giọng nói cực kỳ lạnh lùng. Mọi người nhìn về phía phát ra giọng nói, chỉ thấy một người đàn ông trung niên được mười mấy người đàn ông cao lớn đi xung quanh bảo vệ đẩy cửa bước vào. Mười mấy người đàn ông đó mặt ai nấy cũng hung dữ, vừa nhìn đã biết là vệ sĩ chuyên nghiệp được huấn luyện cấp tốc. Vẻ mặt người đàn ông trung niên đi phía trước rất uy nghiêm, cả người đều toát ra cảm giác ép bức mãnh liệt. Ánh mắt ông ta bắn ra luồng sát khí cuồn cuộn, Tiêu Chính Văn liếc mắt đã nhìn ra người này cũng là một võ giả. Xếp Từ, chuyện hôm nay, chắc chắn là một hiểu lầm. Hứa Tinh vội tiến đến tỏ ý xin lỗi nói. Chỉ là Từ Vọng Hải lại không nhìn bà ta, ánh mắt chỉ chăm chăm vào Tiêu Chính Văn. Giữa võ giả với nhau. Dù chỉ là nhìn nhau thôi cũng có thể nhìn ra được thân phận của đối phương. Mặc dù Tiêu Chính Văn không toát ra khí tức cuồng bạo, nhưng đôi mắt sâu thẳm đó lại có thể khiến người khác vừa nhìn đã nhận ra thân phận thật của anh. Hừ, cậu dám làm ra chuyện hèn hạ thế với con gái tôi, không nghĩ đến hậu quả sao? Dám làm mất danh tiếng của nhà họ Từ ở Thiên Nam, cậu phải chuẩn bị tinh thần để trả cái giá đau đớn. Từ Vọng Hải lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn, cười khẩy nói. Ông Từ, con trai tôi không phải là loại người đó, nó bị người ta hãm hại. Hứa Tinh tiến đến giải thích. Nhưng Từ Vọng Hải hoàn toàn mặc kệ bà ta, dù sao mục đích của ông ta là muốn tiêu diệt Tiêu Chính Văn. Mặc dù bề ngoài ông ta có thân phận là ông lớn của thành phố Thiên Nam, nhưng thật ra lại là một võ giả tuyệt đối. Ở Thánh Vực, dù nắm trong tay quyền lực, cũng phải tuân thủ quy tắc của trò chơi, cho dù muốn tiêu diệt ai cũng phải có lý do hợp lý. Hợp pháp mới được. Nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi Thánh Vực, mất hẳn tư cách quay lại Thánh Vực. Thế nên rốt cuộc có phải là Tiêu Chính Văn tự làm hoặc anh bị người ta hãm hại không quan trọng nữa. Cũng không có ai truy cứu chuyện này. Chẳng phải cậu nói chuyện nhỏ sao? Tôi muốn xem cậu giải thích cho nhà họ Từ tôi thế nào. Từ Vọng Hải chắp hai tay sau lưng lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn Từ Vọng Hải. Sau đó đứng lên đi đến cạnh Từ Vọng Hải. Từ Vọng Hải cũng nhìn thấy tia sát khí từ trong mắt Tiêu Chính Văn, cười khẩy rồi thấp giọng nói với Tiêu Chính Văn, còn muốn ra tay đánh tôi à? Dù cậu ở trong thế tục ngoài thánh vực, có tu vi của cảnh giới nhân vương thì có thể làm gì được tôi? Đến phương trời này chỉ có thể nghe theo quy tắc, nếu không sẽ bị đuổi khỏi thánh vực. Hơn nữa bây giờ cậu có thể khai triển một phần 10.000 sức mạnh trước đó sao? Vệ sĩ bên cạnh tôi có thể ra tay với cậu bất kỳ lúc nào. Từ Vọng Hải lộ ra vẻ đắc ý. Ông ta nói quả thật không sai, Tiêu Chính Văn chẳng thể phát huy được thực lực vốn có ở đây. Chỉ là Tiêu Chính Văn có một điểm không giống đám người này đó là chân khí mà Tiêu Chính Văn lĩnh ngộ. Cho dù là thánh vực hay thế tục, chân khí không bao giờ giảm, chân khí cũng chính là một trong những quy tắc vận hành thế giới này. Thế nên lúc này Tiêu Chính Văn không phải là một người bình thường hoàn toàn, chỉ ít bây giờ vẫn có thực lực cảnh giới thiên thần một sao. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn cười khẩy rồi vung nắm đấm lên, tốc độ cú đòn tấn công này nhanh như chớp, đánh thẳng vào phần ngực Từ Vọng Hải. Từ Vọng Hải cười nhạo nhìn Tiêu Chính Văn, không hề có vẻ sợ hãi. Ông ta nghĩ cú đấm này của Tiêu Chính Văn không có sức uy hiếp nào. Ngược lại ông ta có thể nhân cơ hội này để vệ sĩ phía sau mình đánh chết Tiêu Chính Văn. Thấy Tiêu Chính Văn bỗng ra tay, ngay cả Hứa Tinh cũng ngây người, đây có còn là con trai bà ta không thế?
Cùng lúc đó đám vệ sĩ mặc đồ đen phía sau Từ Vọng Hải lập tức phản ứng lại lao về phía Tiêu Chính Văn. Nhưng họ chưa kịp đến gần Tiêu Chính Văn thì đã bị một lực vô hình đánh bật ra. Sau đó một tiếng nổ vang lên, mười mấy vệ sĩ đó tức khắc biến thành vũng máu. Cùng lúc đó mọi người trong sảnh lớn cũng biến thành vũng máu, văng tứ tung. Những người này vốn dĩ không tồn tại, dù họ được sinh ra và trưởng thành ở đây, nhưng hiện thực lại không có sự tồn tại của họ. Những người sinh ra trong thánh vực chỉ là một ảo tưởng, sinh mạng của họ cũng không bất kỳ ý nghĩa gì. Họ chỉ diễn một màn kịch với người thắng cuộc cuối cùng mà thôi, khi kịch khép màn cũng là lúc sinh mạng của họ kết thúc. Chỉ thoáng chốc cả sảnh lớn chỉ còn lại Lục Thiên Lăng và Từ Vọng Hải. Dưới ánh mắt chăm chú và hoảng loạn của Từ Vọng Hải, Tiêu Chính Văn khẽ động cơ thể rồi xuất hiện trước mặt ông ta, bóp chặt lấy cổ Từ Vọng Hải rồi nhấc ông ta lên cao. Sao cậu có thể vẫn còn sức chiến đấu? Từ Vọng Hải giờ đã hoảng lắm rồi, không thể tin được nhìn Tiêu Chính Văn. Tôi vẫn như trước thôi, chân khí sinh ra thế gian. Dĩ nhiên ông không bao giờ có thể hiểu được thứ cao thâm như thế, cũng không có cơ hội để đi tìm hiểu. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Từ Vọng Hải, ánh mắt bắn ra tia sát khí. Từ Vọng Hải như ý thức được gì đó vội nói, khoan đã. Cậu chắc chắn là người Hoa Quốc, tôi cũng đến từ Hoa Quốc. Hơn nữa tôi là người giúp việc của gia tộc nhà họ Chu, nếu cậu dám giết tôi, nhà họ Chu sẽ không tha cho cậu. Nhà họ Chu, Tiêu Chính Văn nhíu mày, Thế tử Vương Triều Chu Minh. Tiêu Chính Văn cũng từng nghe nói đến người này. Chẳng qua nhà họ Chu khiêm tốn hơn nhà họ Lý nhiều, chưa từng lộ mặt trong thế tục. Thế tử của nhà họ Chu này chính là con trai Chu Kỳ Trấn, tên là Chu Thụy Trân. Nghe nói thực lực của người này mạnh hơn cả Lý Chính Đạo, nhưng không biết tại sao từ khi anh ta quay về từ ngoài lãnh thổ vẫn sống ẩn ở trong rừng núi sâu, chưa từng lộ mặt. Cho dù cậu là ai thì nhà họ Chu chúng tôi chưa từng muốn trở thành kẻ thù với bất kỳ ai, nhưng cũng tuyệt đối không phải là người ai cũng có thể bắt nạt. Tôi khuyên cậu tốt nhất nên thả ông ta ra. Lục Thiên Lăng sầm mặt nhìn Tiêu Chính Văn lạnh lùng đe dọa. Đúng thế, tôi nghĩ cậu cũng nên biết rõ, trong thánh vực đã có một thế lực lớn sắp giành lấy khí vận Âu Lục rồi, bọn tôi và họ đều là người nhà họ Chu, nói cách khác đắc tội với bọn tôi đồng nghĩa với chọc phải nhà họ Chu. Có thể cậu không thể ra khỏi thánh vực, sẽ chết ở đây. Nói đến đây sắc mặt Từ Vọng Hải lộ ra vẻ hung ác. Nhà họ Chu. Nếu các người đến từ nhà họ Chu thì biết rõ tôi là người Hoa Quốc mà còn muốn ra tay giết tôi. Ai có các người lá gan đó? Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, đầu ngón tay hơi dùng sức, chỉ nghe thấy một tiếng rắc, cổ Từ Vọng Hải bị gãy. Vốn dĩ Từ Vọng Hải cho rằng sau khi Tiêu Chính Văn biết được thân phận của mình thì nhất định sẽ tha cho mình một mạng. Dẫu sao thế tử nhà họ Chu cũng có thân thế hiển hách. Tuyệt đối không phải hạng thế tử xuất thân là người phò tá bên cạnh đế vương như Lý Chính Đạo có thể so bì được. Nhà họ Chu là sự tồn tại đã thống trị vương triều Đại Minh tận 276 năm. Thế hệ sau của nhà họ Chu cũng đều có khí thế đế vương trên người, hạng thế tử thông thường tuyệt đối không thể so bì được. Nhìn bên trong võ tông, nhà họ Chu chính là sự tồn tại mà năm đại danh sơn không muốn tùy tiện động tới. Thậm chí mãi tới khi chết. Trong mắt Từ Vọng Hải vẫn mang theo vẻ hoài nghi và không cam tâm sâu sắc. Vung tay ném xác của Từ Vọng Hải sang một bên, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn liền nhìn về phía Lục Thiên Lăng, nói ông tự sát hay là để tôi giúp ông ra tay. Nghe vậy, ngũ quan của Lục Thiên Lăng méo xệch lại mà nhìn Tiêu Chính Văn, nghiến răng nghiến lợi nói, dù tôi có chết thì người nhà họ Chu cũng sẽ không bỏ qua cho cậu, bất luận cậu là ai, sau này chắc chắn cũng sẽ bị tính sổ. Ồ! Tính sổ với tôi, hình như ông đã quên mất một chuyện, Vương Triều Chu Minh đã không còn tồn tại từ lâu rồi, người có thể tính sổ tôi vẫn còn chưa chào đời nữa. Nói rồi, sát khí trên người Tiêu Chính Văn lập tức bộc phát ra, một luồng khí tức long trời dâng lên từ dưới chân của Tiêu Chính Văn rồi sộc thẳng lên trên tầng mây. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang đối kháng với cảm giác áp bức vô hình kia. Dẫu sao ở bên trong thánh vực thì tất cả mọi người đều bắt buộc phải tuân thủ một quy tắc giữa thế tục, mà Tiêu Chính Văn lại là người duy nhất phá vỡ được quy tắc này. Cảnh giới thiên thần, Lục Thiên Lăng không khỏi trợn trừng hai mắt, không dám tin nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Bên trong thế tục, người có thể khôi phục lại cảnh giới thiên thần bên trong thánh vực ít nhất cũng phải là cao thủ ở cảnh giới nhân vương cấp 5 đổ lên.
thế nhưng trong số cường giả vùng ngoài lãnh thổ căn bản không có cao thủ ở cấp bậc này trở về. Lẽ nào Tiêu Chính Văn là, thế nhưng không đợi Lục Thiên Lăng lên tiếng, Tiêu Chính Văn đã túm lấy cổ của ông ta, nhấc bổng ông ta lên cao hơn đỉnh đầu, khi một tiếng vang giòn tan vang lên, xác của Lục Thiên Lăng cũng bị ném sang một bên. Quy tắc luôn chỉ có thể trói buộc được kẻ yếu, đối với kẻ mạnh mà nói, quy tắc chính là thứ đặt ra để phá vỡ. Khi khí tức khắp người Tiêu Chính Văn bộc phát, cả thánh vực đều trở nên rung lắc kịch liệt. Cùng lúc này, vô số màn ánh sáng lập tức lao thẳng lên trời, chiếu cho thánh vực vốn đã vào đêm sáng như ban ngày. Cùng với những màn ánh sáng nối tiếp lao lên bầu trời, trên đường phố, vô số người qua đường lập tức biến thành bụi máu chỉ trong nháy mắt, những diễn viên vốn sinh ra tại nơi này cũng bị xóa sạch ngay tức thì. Cùng lúc này, tất cả võ giả đã gửi gắm tinh thần trong thánh vực cũng khôi phục lại diện mạo vốn có của họ. Nhìn tướng mạo của mọi người xung quanh đồng loạt phát sinh biến hóa, tất cả mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Cùng lúc này, trong một trang viên nằm trong nội thành thánh vực, một người đàn ông trung niên đang ngồi trên bảo tọa đặt ngay chính giữa, quan sát những nam nữ đang đi qua đi lại trước mặt ông ta. Thế nhưng một giây sau, vô số bụi máu bắn ra tung tóe ngay trước mặt ông ta. Ngoài những võ giả tới từ thế tục ra thì tất cả mọi người đều bị giết chết chỉ trong nháy mắt. Rất rõ ràng, điều này là do quy tắc của thánh vực đã phát sinh biến hóa, nếu như trước đây vẫn có thể dựa vào mưu lược mà công phạt qua lại thì hiện tại chỉ có thể dựa vào thực lực thật sự mà ra tay. Lúc này, tướng mạo của người đàn ông trung niên kia cũng nảy sinh biến hóa, mái tóc màu đỏ dần biến thành màu đen, gương mặt của một người trung niên da trắng cũng trở thành dáng vẻ của một thiếu niên anh tuấn chừng 20 mấy tuổi. Thiếu chủ, hình như có người đã phá bỏ quy tắc. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Một ông lão bước nhanh ra trước, quỳ một gối xuống bẩm báo với nam thanh niên. Đúng là khiến cho tôi cảm thấy kinh ngạc, không ngờ thời đại này rồi mà vẫn có người có thể phá bỏ quy tắc. Nam thanh niên nói rồi chậm rãi đứng dậy, nhìn cảnh tượng đẫm máu bên trong trang viên, lộ ra một nụ cười vô cùng hung tàn. Hắn chính là thế tử Âu Lục có thế lực mạnh nhất bên trong nội thành, Theodore. Nếu như không phải Tiêu Chính Văn phá vỡ quy tắc bên trong thánh vực thì nhiều nhất là một năm nữa, hắn sẽ có thể thống nhất cả thánh vực, lấy được khí vận của Âu Lục, thuận lợi trở về lâu đài Vexai rồi. Có thể nói sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã làm rối loạn hết tất cả mọi kế hoạch của hắn, khiến cho mọi nỗ lực trong vòng mấy chục năm của hắn đều tan thành mây khói. Thế nhưng chuyện tới nước này, Theodore cũng chỉ có thể âm thầm ghi lại món nợ này, chỉ cần đoạt được khí vận của Âu Lục thì chắc chắn hắn sẽ báo mối thù này. Mà sắc mặt của ông lão đó lại cực kỳ khó coi, nghiến răng nghiến lợi nói, thiếu chủ, bố cục mà chúng ta gây dựng suốt mấy chục năm nay vậy mà chỉ trong một đêm đã, không vấn đề gì. Theodore siết chặt lòng bàn tay lại, trong mắt lóe lên vẻ hung hãn, nói, như vậy ngược lại càng tốt, đỡ cho chúng ta phải khổ sở chờ đợi thêm một năm. Trở về lâu đài Vexai sớm hơn một ngày thì cũng tiếp nhận Âu Lục sớm hơn một ngày. Đối với chúng ta mà nói, thời gian đã quá khẩn cấp rồi, người đã phá hỏng quy tắc ngược lại còn giúp chúng ta một chuyện lớn. Lúc nói chuyện, trong lòng bàn tay của Theodore đã xuất hiện một thanh kiếm dài kỵ sĩ, ánh sáng chói lóa thậm chí còn chiếu sáng cả trang viên dưới bầu trời đêm đen kịt. Theodore đến từ một gia tộc lâu đời ở Âu Lục. Hơn nữa năm đó còn là chính gia tộc hắn đối kháng lại sự tiến công của đại quân La Mã ở Gallia. Mặc dù sau này gia tộc của Theodore vẫn bị La Mã chinh phục, thế nhưng mấy nghìn năm nay, cả gia tộc vẫn luôn tiếp tục tồn tại, lưu truyền lại rất nhiều trận pháp và tâm pháp từ thời thượng cổ. Nếu như so về xuất thân, e rằng bên trong thánh vực căn bản không ai có thể so bì được với gia tộc của Theodore. Thiếu chủ, người này lại có thể phá vỡ quy tắc của thánh vực. Chuyện này nói lên rằng xuất thân của người này không hề tầm thường, chúng ta có cần đợi viện binh của gia tộc tới hay không? Ông lão thận trọng nói. Hừ, Theodore lạnh lùng hừ một tiếng, nói với vẻ không cho là đúng, nhìn ra cả thánh vực, căn bản chẳng thể có cao thủ gì, đối phương nhất định đã lợi dụng một số sơ hở nào đó, vậy nên mới có thể phá bỏ quy tắc trước đó. Loại hề nhảy nhót này căn bản không đáng nhắc tới. Nếu như để tôi gặp được thì chắc chắn sẽ chém chết luôn chỉ với một nhát kiếm. Vừa nói, trong khóe mắt của Theodore vừa bừng bừng sát khí, ngay cả cỏ cây xung quanh cũng trở nên úa tàn chỉ trong nháy mắt. Mà bên trong cổ thành phương đông của thánh vực,
một nam thanh niên có tướng mạo vô cùng anh tuấn đang vừa thưởng thức rượu vang vừa ngắm nhìn mấy cô gái xinh đẹp gợi cảm đang uốn éo trên sàn nhảy. Những cô gái gợi cảm này đều có chiến lực ở cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao, nếu như đặt bên trong thế tục, chỉ mấy cô gái gợi cảm này thôi cũng đủ để ấp chế một tỉnh rồi. Mà lúc này, bọn họ lại trở thành món đồ chơi của nam thanh niên kia, có thể thấy ngay được rằng thực lực của nam thanh niên này khủng bố tới độ nào. Càng đáng sợ hơn mấy nữ thanh niên này chính là ông lão tóc trắng đang ngồi đối diện nam thanh niên kia. Ông lão ngồi trên ghế sofa, thế nhưng khí tức bức người đó lại đủ để áp chế cả núi sông. Ông lão đó chính là một cao thủ đẳng cấp ở cảnh giới nhân vương cấp 2. Mà nam thanh niên ở trước mặt ông ta chính là thế tử Chu Thụy Chân của nhà họ Chu. Lúc này, trên mặt Chu Thụy Chân vẫn là một nụ cười bình thản, thế nhưng một cỗ sát khí vô hình lại đang sục sôi bên trong cơ thể hắn. Ngay cả ông lão phía đối diện cũng cảm nhận được sự áp bức. Thế tử, quy tắc bên trong thánh vực đã bị người ta thay đổi rồi, chúng ta có cần chủ động xuất kích hay không? Ông lão chậm rãi mở to hai mắt, nói với vẻ mặt ngập tràn sát khí. Chu Thụy Chân lạnh lùng cười một tiếng, nói tôi thấy có một số người nên vội hơn chúng ta. Ôi, cũng không biết kẻ bạo ngược từ đâu chui ra mà cứ phải phá vỡ sự bình yên và tĩnh lặng của nơi này. Làm ruộng tán gái tử tế không được hay sao? Lại cứ phải đánh đánh giết giết, máu me nhiều biết bao nhiêu. Thế tử, thực lực của người này không hề tầm thường, e rằng sẽ trở thành đối thủ đáng sợ nhất của chúng ta. Theo tôi thấy, lựa chọn tốt nhất chính là liên thủ với hắn. Tới lúc đó, lợi ích có thể phân chia bình đẳng. Ông lão nhíu mày nói. Quy tắc của thánh vực không phải tùy tiện một người nào đó là có thể phá vỡ được. Hơn nữa, đối phương lại ép cho thánh vực phải thay đổi quy tắc trò chơi. Điều này nói lên rằng đối phương vẫn chưa bị cảm giác áp bức cường đại giết chết. Ngay cả ông lão cũng tự thấy hổ thẹn, bàn về thực lực thì đối phương rõ ràng mạnh hơn ông ta. Ừ, đây ngược lại không phải là một cách hay. Lợi dụng hắn giúp chúng ta trừ khử Theodore. Chu Thụy Chân cười lạnh lùng nói. Lẽ nào thiếu chủ không cho rằng là do Theodore làm? Ông lão nghe vậy thì không khỏi nhíu mày nói. Hắn, ha ha, Chu Thụy Chân vội vàng lắc đầu nói, nếu như hắn có bản lĩnh đấy thì còn phải khổ sở kinh doanh ở nơi này mấy chục năm hay sao? Tuyệt đối không thể, lẽ nào là người của phái Quang Minh? Đôi lông mày trắng của ông lão hơi nhíu lại, ngạc nhiên nói. Phái Quang Minh, Chu Thụy Chân nhìn chăm chú vào rượu vang trong ly, một lúc sau mới lắc đầu nói, không thể nào, Phái Quang Minh đã từ bỏ Âu Lục kể từ sau khi Hạo Thiên Sáng Thế đến Hoa Quốc. Kể từ khi linh khí khôi phục, Thập Tôn Quang Minh và Lục Tôn Hạo Thiên đều biến mất, bọn họ dường như còn có kế hoạch lớn hơn, cho nên không thèm để mắt tới việc tranh giành vận khí Âu Lục. Chu Thụy Chân phủ nhận suy đoán của ông lão. Nghe lời, ông lão không khỏi nhíu mày. Ông ta không hề nghi ngờ gì về lời nói của Chu Thụy Chân, dù sao thì người nhà họ Chu cũng có những kế hoạch lâu dài. Chu Thụy Chân có thể trở thành thế tử của nhà họ Chu, chứng tỏ hắn phải có tâm cơ thâm hiểm. Xét cho cùng, nhà họ Chu vốn là gia tộc chìm đắm trong quyền hoàng, đế vương coi trọng nhất là chiến thuật. Có thể nói, từ khi từ ngoài lãnh thổ trở về, Chu Thụy Chân và Lý Chính Đạo đã hoàn toàn khác nhau. Vừa bước chân vào giới thế tục, Chu Thụy Chân đã dẫn theo ông lão trước mặt, đi thẳng về hướng thánh vực, hơn nữa, trên cả quãng đường, không hề để lộ hành tung, tiến vào thánh vực thần không biết quỷ không hay. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi, đã chiếm hết ranh giới phía đông của thánh vực. Với tài trí và mưu lực như vậy, nếu hắn trở lại sớm hơn vài năm thì Theodore sẽ chẳng có gì đáng sợ. Một nhân vật được nuôi dưỡng bởi hoàng quyền và am hiểu giang hồ hiểm ác như hắn còn đáng sợ hơn nhiều so với đám thế tử thông thường. Thế tử, vậy theo cậu, là thế lực bên nào? Ông lão nghi ngờ hỏi lại. Không quan trọng là ai. Nếu cánh cổng địa ngục đã mở thì không cần lối thoát nữa. Thông báo cho tất cả võ giả trong Hoa Quốc đến Đông Vực tập hợp ngay lập tức. Giọng Chu Thụy Chân tuy không lớn nhưng lại vô cùng uy nghiêm. Rõ. Tôi sẽ lập tức đi ngay. Nói xong, ông lão vội vàng đứng dậy rời đi. Nhà họ Chu vốn là hoàng tộc, sau khi Đại Minh sụp đổ, mặc dù người nhà họ Chu đều ở ẩn ở vùng ngoài lãnh thổ, nhưng trong võ tông Hoa Quốc, đặc biệt là trong những võ giả ngoài lãnh thổ, danh tiếng của nhà họ Chu cực kỳ cao. Ngay cả ở ngoài lãnh thổ thì vẫn là bá chủ. Đừng nói đến việc chỉ huy vài nhân vật nhỏ trong giới thế tục,
mà ngay cả năm đại danh sơn cũng phải nghe theo. Sau khi các quy tắc của thánh vực hoàn toàn thay đổi, những võ giả tiến vào thánh vực Hoa Quốc càng không dám làm trái ý ông ta. Chưa nói đến việc có thể chặn được Theodore, chỉ tính riêng việc xử lý trong giới thế tục đã là việc không phải võ giả bình thường có thể chịu đựng nổi. Rốt cuộc là ai? Sau khi ông lão rời đi, Chu Thụy Chân nheo mắt, lẩm bẩm một mình. Không phải hắn không có hứng thú với người phá vỡ quy tắc, mà là hắn ta thực sự không đoán được ra thân phận của đối phương. Lúc này, vùng ngoài lãnh thổ đang ở thời điểm then chốt, không thể có cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 5 trở lại giới thế tục được. Nói cách khác, người này chính là người trong giới thế tục, hiện nay trong giới thế tục thật sự có cao thủ như vậy sao? Ở phía Tây Thánh Vực sớm đã rất huyên náo, lúc quy tắc của Thánh Vực thay đổi, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Thật không thể tưởng tượng nổi rốt cuộc là kẻ nào đã lật đổ quy tắc ban đầu chỉ bằng sức mạnh của chính mình. Theo tôi thấy, rất có thể là người Vi Hào làm chuyện này, bởi vì trước đây bọn họ luôn tìm cách để Hachiki Orochi sống lại. Một người đàn ông trung niên trầm giọng nói. Không thể nào, Hachiki Orochi không hề có dấu hiệu tỉnh lại. Ngoại trừ Hachiki Orochi, còn có ai có sức mạnh khủng khiếp này? Ohara hay là Kansa, hai người bọn họ hợp lực lại cũng không làm được. Một ông lão trầm ngâm nói. Liệu có phải đến từ Hoa Quốc không? Nghe nói người tới đây lần này là người đời sau của nhà họ Chu, hơn nữa, tâm cơ của người này vô cùng thâm hiểm. Ông già bên cạnh nói. Hầu như mọi người đều biết Theodore đã khống chế được nội thành. Liệu có phải người nhà họ Chu biết rằng không có hy vọng chiến thắng cho nên đã huy động các cao thủ trong gia tộc đến để phá vỡ quy tắc trước đó không? Mục đích chính là muốn Theodore bận bịu một phen, càng không có khả năng. Nếu nhà họ Chu có thể lôi kéo được một cao thủ như vậy thì sao phải đợi đến 5 năm chứ? Chỉ là cho dù đối phương là ai thì cũng có thực lực vô cùng đáng sợ. Muốn thay đổi quy tắc của thánh vực mà không bị thánh vực bức chết thì e rằng cảnh giới nhân vương cũng không làm được điều đó. Một người đàn ông trung niên bên cạnh nói. Người này vừa nói xong, hầu như ánh mắt của mọi người đều hướng về người này. Mặc dù ông ta ăn mặc lôi thôi, thậm chí còn đeo nơ, nhưng không ai dám coi thường ông ta. Trong toàn bộ thánh vực, ông ta là hộ vệ của thế tử số 1. Có thể nói, bất cứ ai, kể cả ông lão bên cạnh Theodore và hộ vệ của Chu Thụy Chân đều không phải là đối thủ của ông ta. Thiên Hoành, nếu gặp người này, ông nắm mấy phần thắng. Người lên tiếng là một người đàn ông trẻ ngồi bên cạnh người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên khẽ lắc đầu nói, không chắc chắn, có lẽ 50-50. Nói xong, Thiên Hoành lại uống thêm một ngụm rượu. Thiên Hoành vừa nói xong, mọi người xung quanh lập tức bàn tán, mạnh như Thiên Hoành chẳng lẽ không có cơ hội thắng. Đối phương cũng có thực lực nhân vương cấp 3, lông mày của người đàn ông trẻ càng nhíu chặt hơn. Thật khó nói trước, bởi vì cảnh giới chỉ là một phương diện, từ nhân vương trở lên, nhận thức còn quan trọng hơn cả cảnh giới. Thiên Hoành thờ ơ nói. Mặt khác, bởi vì quy tắc trong thánh vực đã thay đổi, Long Hình và Long Nguyệt cũng khôi phục lại hình dạng ban đầu. Sau khi liên lạc với Tiêu Chính Văn, mọi người liền hẹn gặp nhau tại một quán bar ở thành phố Thiên Nam. Sau khi Tiêu Chính Văn bước ra khỏi khách sạn, anh bắt taxi rời đi. Mặc dù người sinh ra trong thánh vực đều đã bị quy tắc hủy diệt, nhưng vẫn có một số người bình thường từ giới thế tục lạc vào nơi này, vẫn có thể sống bình thường. Hơn nữa, một vài thế tử ở Âu Lục sống ở đây mấy chục năm cũng đã có con cháu. Chào anh, xin hỏi anh muốn đi đâu? Tài xế taxi cười hỏi. Quán Ba Nguyệt Sắc, Tiêu Chính Văn thờ ơ đáp. Được, tài xế lập tức khởi động xe. Vừa đi, tài xế vừa ngậm ngùi nói ôi. Xem ra thánh vực đã không còn thích hợp cho những người bình thường như chúng ta sinh sống nữa rồi. Có lẽ không bao lâu nữa, cả thánh vực sẽ biến thành một bãi chiến trường lớn, anh có nghĩ vậy không? Tiêu Chính Văn mỉm cười, bình tĩnh nói, kỳ thực nơi này vốn ngăn cách với đời thường, nếu không phải vì vận khí của Âu Lục thì tôi tin rằng nơi này đã trở thành bồng lai tiên cảnh rồi. Nghe Tiêu Chính Văn nói vậy, tài xế cười khổ nói thật, gia đình chúng tôi đã sống ở đây hàng trăm năm rồi. Nếu phải đột ngột rời khỏi đây, tôi thực sự không biết mình có thể thích ứng với thế giới bên ngoài hay không. Lời nói của tài xế mang theo sự phàn nàn. Chính những võ giả trong giới thế tục đã phá vỡ sự bình yên vốn nên thuộc về bọn họ. Nhưng thế giới chính là như vậy,
mạnh được yếu thua. Kẻ yếu chỉ có thể nghe theo, còn kẻ mạnh mới có quyền lựa chọn. Thực ra dù đi đến đâu thì cũng sẽ vậy thôi. Từ khi linh khí khôi phục, giới thế tục cũng không khác gì ở đây. Thế giới luôn có luật dừng, chỉ là rời khỏi đây cũng tốt, vì trong giới thế tục chân thực hơn. Tiêu Chính Văn khẽ cười. Tài xế quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn, cười nói, người anh em, nhìn anh cũng không giống võ giả, hay là chúng ta kết bạn đi. À, anh từ vùng ngoài lãnh thổ đến hay là, Tiêu Chính Văn chỉ tay ra ngoài cửa kính xe, khẽ cười, nhưng không trả lời. Vậy xe của tôi có thể lái đi không? Lái xe quay đầu nhìn Tiêu Chính Văn. Để lại đây đi, Tiêu Chính Văn lắc đầu cười khổ. Chiếc xe cũ này của anh ta cho dù lái được đến giới thế tục thì cũng thành đồ cổ rồi. Người anh em có định quay về không? Tài xế hỏi tiếp. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không nói nữa. Không lâu sau, xe dừng lại ở cửa quán bar, Tiêu Chính Văn bước vào trong. Lúc này, trong quán bar chỉ còn lại một bàn khách, Long Hình và Long Nguyệt ngồi quay lưng về phía Tiêu Chính Văn. Một người đàn ông trung niên ngồi đối diện nhìn hai người với vẻ lạnh lùng. Bên cạnh ông ta còn có một cô gái trang điểm xinh đẹp, kiêu ngạo nói, chỉ cần hai người gia nhập vào nhà họ Ngụy chúng tôi thì ít nhất còn có thể giữ lại mạng sống, nếu không, hai người sẽ gặp nguy hiểm đấy. Long Nguyệt lạnh lùng nhìn cô gái, tuy rằng trong lòng vô cùng không tình nguyện, nhưng dù sao người kia cũng là người của nhà họ Ngụy. Nhà họ Ngụy này gần như ngang hàng với nhà họ Lý. Hơn nữa, hai gia đình này đều là danh môn vọng tộc từ thời Lý Đường. Nhà họ Ngụy thực ra là hậu duệ của Ngụy Trinh, từ sau đời Ngụy Trinh do có nguyên nhân nào đó nên nhà Ngụy cũng dấn thân vào con đường võ đạo. Thậm chí sau loạn An Sử, người nhà họ Ngụy đã chuyển ra hết vùng ngoài lãnh thổ. Vì vậy, thực lực của nhà họ Ngụy không thể coi thường. Mà cô gái trẻ đang nói chuyện này không ai khác chính là Ngụy Ngưng Nhi của nhà họ Ngụy. Tuy rằng cô ta không phải là thế tử của nhà họ Ngụy, nhưng ít nhất trong thánh vực, hầu như tất cả các thế lực đều qua có mối quan hệ sâu sắc với nhà họ Ngụy. Đặc biệt là bố của Ngụy Ngưng Nhi Ngụy Quốc Đào luôn là một thế lực mà các bên muốn lôi kéo. Nhưng Ngụy Quốc Đào không bao giờ chọn đứng về bên nào, mà luôn đóng vai trò người hòa giải giữa các thế lực. Trong thánh vực, tuy có một số thế lực lớn cấu xé lẫn nhau, nhưng cho đến nay chưa từng có việc ra tay quá đáng. Mà phần lớn công lao đều là của Ngụy Quốc Đào. Từ đó có thể thấy, tầm ảnh hưởng của nhà họ Ngụy trong thánh vực lớn đến thế nào. Hơn nữa, Ngụy Quốc Đào còn có một thân phận, đó là đệ tử cuối cùng của Thiên Hành. Với uy danh của Thiên Hành trong thánh vực đã vượt xa thế tử của nhiều thế gia lớn rồi, ngay cả Chu Thụy Chân cũng phải nhường ba phần, địa vị đương nhiên vượt qua các thế lực lớn khác. Có thể nói, nhà họ Ngụy từ lâu đã trở thành vua không ngồi ngai vàng ở Thiên Nam. Hơn nữa, lúc trước Long Nguyệt và Long Hình vào thánh vực, bởi vì không có giấy chứng minh thân phận, họ cũng đã từng bị coi là kẻ xâm nhập, suýt nữa bị mấy thế lực lớn tiêu diệt. Chính Ngụy Ngưng Nhi ra mặt, họ mới có thể trốn thoát một mạng. Chính vì những chuyện này khiến Long Hình, Long Nguyệt không tiện từ chối thẳng. Ngưng Nhi, kỳ thực chúng tôi đều hiểu lòng tốt của cô, nhưng chúng tôi quả thật có việc khó nói, hơn nữa lần này chúng tôi quay lại đây cùng Long Vương. E rằng chúng tôi không thể làm chủ. Cuối cùng, Long Nguyệt đã nghĩ ra một cách vẹn cả đôi đường. Nhắc đến Tiêu Chính Văn và để Ngụy Ngưng Nhi biết khó mà lui. Long Vương, Ngụy Ngưng Nhi khẽ cau mày, quay đầu nhìn Long Nguyệt nói, theo tôi biết, Điện Thần Long hẳn là tổ chức của vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn đúng không? Vậy Long Vương mà hai người nói cũng chính là anh ta à? Tuy rằng ngoài mặt Ngụy Ngưng Nhi tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng đã vô cùng không vui. Cô ta cho rằng, cả Long Nguyệt và Long Hình đều không đáng để nhà họ Ngụy nhọc công lôi kéo lấy lòng như vậy. Nhưng biết làm sao được, sau khi gặp gỡ hai người họ, Ngụy Quốc Đào luôn tin tưởng rằng tương lai của hai người này không hề tầm thường. Chính vì những lời này của Ngụy Quốc Đào mà nhà họ Ngụy đã nhiều lần giúp Long Hình và Long Nguyệt thoát khỏi nguy hiểm trong thánh vực. Thực ra nhà họ Ngụy và Thiên Hành đều có ý đồ riêng. Một số thế lực lớn đang tranh giành vận khí của Âu Lục. Từ hơn 100 năm trước, Thiên Hành bị đuổi ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ không có nơi nào để đi nên đã tới thánh vực. Mà nhánh này của nhà họ Ngụy cũng là được chủ hệ phái tới theo dõi động tĩnh trong thánh vực. Hai gia đình lập tức trở nên thân thiết với nhau, từ đó, Ngụy Quốc Đào và Thiên Hành trở thành mối quan hệ thầy trò. Không giống như các thế lực lớn khác, Thiên Hành không có thế lực của riêng mình,
càng không có thế lực nào có thể khiến ông ta trung thành. Vì vậy, trong thánh vực, Thiên Hành bề ngoài thì lang thang giữa các thế lực lớn, nhưng trên thực tế cũng đang bí mật bồi dưỡng lực lượng của mình. Bề ngoài, nhà họ Ngụy đóng vai trò là người hòa giải cho các bên, họ bí mật lôi kéo nhân tài để chuẩn bị cho việc Thiên Hành kiểm soát thánh vực. Đúng vậy, Long Vương của chúng tôi là Tiêu Chính Văn, vua Bắc Lương của Hoa Quốc. Long Nguyệt nói với vẻ mặt tự hào. Đúng lúc này, Tiêu Chính Văn cũng bước tới sau lưng Long Nguyệt và Long Hình. Long Vương, nhìn thấy Tiêu Chính Văn đến, Long Nguyệt và Long Hình đồng loạt đứng dậy, hành lễ với Tiêu Chính Văn. Ừ, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, sau đó kéo ghế ngồi xuống, ra hiệu cho Long Nguyệt và Long Hình cũng ngồi xuống. Sau khi ngồi vào chỗ ngồi, Long Nguyệt chỉ vào Ngụy Ngưng Nhi nói, Long Vương, trước đây Long Hình và tôi có thể an toàn rời khỏi thánh vực là nhờ có sự giúp đỡ của Ngưng Nhi. Tiêu Chính Văn theo ngón tay Long Nguyệt liếc nhìn Ngụy Ngưng Nhi, chắp tay nói cảm ơn cô Ngưng Nhi đã ra tay giúp đỡ. Anh Tiêu khách khí rồi, tất cả mọi người đều đến từ Hoa Quốc, chỉ là một chút công lao thôi. Trong khi nói, Ngụy Ngưng Nhi liếc mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Cô ta đã cố gắng bằng mọi cách để lôi kéo Long Nguyệt và Long Hình, nhưng vô ích. Vừa rồi nghe họ nhắc tới Điện Thần Long, cô ta không khỏi tò mò về người được đồn là giống thần tiên trong giới thế tục này. Trước đây, cô ta chỉ nghe một số người đến từ giới thế tục kể về việc Tiêu Chính Văn độc đoán và uy phong thế nào. Tuy nhiên, đây là thiên nam của thánh vực. Ở đây, ngay cả cường giả đỉnh cao nhân vương cũng phải cẩn trọng, chứ đừng nói đến một Tiêu Chính Văn nhỏ bé. Dù là ở giới thế tục có thể hô gió gọi mưa, đến thánh vực thì cũng phải biết mình biết ta. Có thể nói, thánh vực là một không gian song song giống với vùng ngoài lãnh thổ, vừa không chịu sự hạn định của thế tục, vừa không bị chi phối bởi vùng ngoài lãnh thổ, nó hoàn toàn là một vương quốc nhỏ độc lập. Ngay cả những nhân vật lớn từng đến thánh vực, có ai không cúi đầu trước nhà họ Ngụy? Hơn nữa, so về sức mạnh, nhà họ Ngụy không chỉ có những cao thủ bảo vệ của riêng mình, mà còn có đồ đệ của Thiên Hành. Từ trước tới nay đều được Thiên Hành che chở. Dù là Theodore hay Chu Thủy Chân, ở trước mặt Thiên Hành, vẫn phải khách khí như thường, thậm chí còn không dám có một chút tư thái thế tử nào. Vì vậy, cho dù đối phương đến từ Hoa Quốc hay lâu đài Versailles, bọn họ cũng không bao giờ có thể với tới nhà họ Ngụy được. Anh Tiêu, hình như tôi không nhớ có nhánh chính họ Tiêu ở Hoa Quốc. Vậy anh Tiêu chắc cũng không phải thế tử phải không? Ngụy Ngưng Nhi thẳng thắn hỏi. Nghe thì có vẻ như Ngụy Ngưng Nhi chỉ là buộc miệng hỏi. Nhưng thật ra, cô ta đang âm thầm đạp Tiêu Chính Văn một phát. Từ xưa tới nay Hoa Quốc không có một thế gia nào mang họ Tiêu. Mặc dù nhà họ Tiêu ở nước Đại Liêu quả thật cũng được coi là một trong những gia tộc cổ của Hoa Quốc, nhưng nó không liên quan gì đến nhà họ Tiêu của Tiêu Chính Văn. Đồng thời, cô ta cũng đang âm thầm nhắc nhở Long Nguyệt và Long Hình rằng ngay cả Long Vương của họ cũng chẳng có địa vị nào trong thánh vực. Ngưng Nhi, cô nói như vậy hơi quá đáng rồi đấy. Long Nguyệt cau mày, bất mãn nhìn Ngụy Ngưng Nhi. Ồ, Ngụy Ngưng Nhi giả bộ đột nhiên bừng tỉnh lại, thực xin lỗi, anh xem cái miệng của tôi, đều do tôi không tốt, anh Tiêu, anh đừng để ý. Tiêu Chính Văn chỉ cười nhạt một tiếng, không nói gì. Thực ra, muốn sống sót trong thánh vực, chỉ dựa vào một tổ chức trong giới thế tục còn lâu mới đủ, nhất định phải tìm được một chỗ dựa vững chắc trong thánh vực mới được. Ít nhất, nhà họ Ngụy chúng tôi có thể là hậu thuẫn của các anh. Cho dù là Theodore hay Chu Thủy Chân, đều phải nể mặt nhà họ Ngụy chúng tôi. Ngụy Ngưng Nhi nói những lời này ngay trước mặt Tiêu Chính Văn. Tất nhiên, cô ta không hề phóng đại. Trong cục diện bây giờ, cả Theodore và Chu Thủy Chân đều không thể đắc tội với một con diêu hầu lớn như Thiên Hành. Ngưng Nhi, chúng tôi xin nhận lòng tốt của cô nhưng có lẽ cô không biết thực lực của Long Vương. Trong một ngày, anh ấy đã giết chết hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương. Long Hình không nhịn được nói. Mặc dù vậy, Long Hình chỉ nói một phần chứ không kể cả câu chuyện về việc Tiêu Chính Văn đạp đổ Vi Hào và bình định năm đại danh sơn. Thực ra, Long Hình vẫn không muốn phá hủy tình bạn với Ngụy Ngưng Nhi. Bán bộ nhân vương, như vậy đi, anh xem anh ta cảng giới gì. Ngụy Ngưng Nhi chỉ tay vào một người đàn ông trung niên bên cạnh cô. Bán bộ nhân vương. Trái tim Long Hình trùng xuống, lập tức có một linh cảm xấu. Quả nhiên, Ngụy Ngưng Nhi chỉ vào chân mình nói, lại đây, quỳ xuống. Ngụy Ngưng Nhi vừa dứt lời,
vị cường giả bán bộ nhân vương ấy thực sự quỳ xuống dưới chân Ngụy Ngưng Nhi. Anh nói xem, nếu bây giờ tôi giết ông ta, có dễ dàng không? Ngụy Ngưng Nhi chỉ tay vào vị cường giả bán bộ nhân vương ấy cười hỏi. Ngưng Nhi, cô đang làm gì vậy? Long Nguyệt khẽ cau mày, đứng bật dậy. Long Hình vừa mới nói Tiêu Chính Văn đã giết chết hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương trong một ngày, Ngụy Ngưng Nhi đã bảo một cường giả bán bộ nhân vương quỳ xuống trước mặt mình. Đây rõ ràng là đang khiêu khích. Nguyệt Nhi, thật ra tôi không có ý gì khác, chẳng qua là muốn nói cho các người biết, ở đây không phải là giới thế tục, ở đây là thánh vực. Ngụy Ngưng Nhi vẫn luôn đơn giản và thẳng thắn. Dù sao thì sau lưng cô ta, có nhà họ Ngụy lớn mạnh, hoàn toàn không cần quan tâm đến những vấn đề nhỏ này. Ở trong thế tục, có lẽ cảnh giới bán bộ nhân vương đã rất mạnh, nhưng ở thánh vực, có quá nhiều bán bộ nhân vương, cho dù là thế tử của một số thế gia cũng không thể tự bảo vệ bản thân một cách chu toàn. Cho dù là một người hầu của nhà họ Ngụy chúng tôi cũng có khả năng là cường giả bán bộ nhân vương, vì vậy, việc giết bán bộ nhân vương, đối với thế giới bên ngoài mà nói, có lẽ là việc đáng để khoe khoang. Nhưng ở thánh vực vốn không đáng để nhắc đến. Ngụy Ngưng Nhi nói với vẻ mặt rất bình tĩnh. Nhưng không ai có thể nghe ra được, sự kiêu ngạo trong giọng điệu của cô ta. Cứ như Long Nguyệt và Long Hình là hai người quê mùa mới vào thành phố chưa trải qua sự đời. Từ đầu đến cuối Tiêu Chính Văn vẫn không để tâm đến những lời nói của Ngụy Ngưng Nhi, dù sao trong cuộc đời của Tiêu Chính Văn đã trải qua quá nhiều thử thách sinh tử, có vô số những trận chiến lớn nhỏ. Chỉ dựa vào vài câu nói của một cô gái nhỏ, sao có thể khiến lòng của Tiêu Chính Văn sao động được chứ? Mặc dù Tiêu Chính Văn có thể không quan tâm đến lời nói của Ngụy Ngưng Nhi, nhưng sắc mặt của Long Hình và Long Nguyệt lại càng ngày càng khó coi. Cho dù nhà họ Ngụy có thế lực lớn đến đâu trong thánh vực, thì những lời nói vừa rồi của cô ta cũng đã đi quá xa rồi. Nếu không có nhà họ Ngụy, chỉ dựa vào một mình Ngụy Ngưng Nhi, thì đừng nói là việc giết bán bộ nhân vương. Cho dù là cường giả cảnh giới thiên thần 4 sao cũng có thể dễ dàng lấy đi mạng sống của cô ta. Ngay khi Long Hình và Long Nguyệt định phản bác lại, cửa quán rượu được mở ra, lại có thêm hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương lần lượt đi vào. Người đàn ông trung niên đi đầu đã chắp tay với Ngụy Ngưng Nhi, sau đó chuyển sự chú ý về phía ba người Tiêu Chính Văn. Ông ta cũng là một trong những võ giả của Hoa Quốc đã bước vào thánh vực vào khoảng hơn 100 năm trước. Cũng vừa nhận được mệnh lệnh của Chu Thụy Chân, tức tốc đến Đông Thành để tụ họp với Chu Thụy Chân. Khi đi ngang qua quán rượu nhỏ ở đây, ông ta cảm nhận được dường như có khí tức của cao thủ bên trong quán rượu, nên mới cố ý vào xem. Nhưng nhà họ Ngụy sớm đã không còn lệ thuộc vào võ tông của Hoa Quốc nữa. Khoảng hơn 100 năm trước, nhà họ Ngụy đã công bố lập trường của mình với tất cả các thế lực rằng họ sẽ không thuộc Hoa Quốc, cũng sẽ không chịu khuất phục bởi bên nào. Hoàn toàn là một thế lực độc lập, vì vậy, người dẫn đầu là cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đã lướt qua Ngụy Ngưng Nhi, hướng thẳng về đám người Tiêu Chính Văn và chắp tay nói, các vị, thế tử Chu bảo chúng ta lập tức đến ngay Đông Vực hội họp. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nhanh lên đường thôi, nếu không, để thái tử trách tội, không ai trong chúng ta có thể gánh vác được đâu. Người dẫn đầu là cường giả bán bộ nhân vương nói với giọng điệu ra lệnh. Nghe thấy thế. Long Nguyệt và Long Hình lần lượt cau mày, thật là một Chu Thụy Chân độc đoán. Nhưng, bây giờ chuyện của nhà họ Ngụy vẫn chưa giải quyết xong, nếu như lại gây sự với Chu Thụy Chân, e rằng sẽ càng thêm phiền phức. Hơn nữa, nhà họ Chu đã hoạt động trong thánh vực nhiều năm, lại độc chiếm một vùng, chọc tức nhà họ Chu lúc này, tuyệt đối không phải là một hành động sáng suốt. Chẳng qua là giọng điệu chỉ thị cấp dưới của người này, đừng nói là Tiêu Chính Văn nghe thấy chói tai. Mà ngay cả Long Nguyệt và Long Hình cũng cực kỳ không vui. Hai người Long Nguyệt và Long Hình còn chưa kịp lên tiếng, Ngụy Ngưng Nhi đã cười chế nhạo nói, sao vậy, chó săn của nhà họ Chu bây giờ có tầm nhìn cao như vậy rồi à? Nhìn thấy nhà họ Ngụy của chúng tôi, ngay cả một tiếng chào hỏi cũng không có. Ngụy Ngưng Nhi bình thường là cao thủ không nói lý lẽ, bây giờ lại bị mấy cường giả bán bộ nhân vương yếu ớt khinh thường như vậy, sao còn có được lời hay ý đẹp nữa chứ? Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đứng đầu sững sờ một lúc, sau đó ngại ngùng nói ấy. Cô Ngụy, chúng tôi đang có nhiệm vụ trên mình, mong cô thứ lỗi cho nếu lúc nãy đã mạo phạm đến cô. Nhìn thấy đối phương rõ ràng đang chọc tức mình, Ngụy Ngưng Nhi đập bàn, lạnh lùng nói, hừ. Thứ lỗi, các ông rõ ràng nhìn thấy tôi ngồi ở đây,
lại xem như không thấy gì là ý gì hả? Chẳng lẽ, là Thế tử Chu của các ông không coi nhà họ Ngụy chúng tôi ra gì sao? Ngay khi lời nói này được thốt ra, trên trán của cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương lập tức đổ ra mồ hôi lạnh. Cô Ngụy, cô nói quá rồi, Thế tử Chu trước nay vẫn luôn kính trọng nhà họ Ngụy, chưa bao giờ nói lời bất kính nào với nhà họ Ngụy. Hơn nữa, chúng tôi cũng tuyệt đối không dám khinh thường cô Ngụy. Ngay cả khi trong lòng ông ta không phục đến đâu, cũng không dám làm giữ với nhà họ Ngụy vào thời điểm mấu chốt này. Đừng nói là ông ta, ngay cả Chu Thụy Chân cũng phải lấy lòng nhà họ Ngụy trước khi tình thế được rõ ràng. Vậy các ông có ý gì? Chẳng lẽ không thấy chúng tôi đang uống rượu sao? Ngụy Ngưng Nhi hơi nhướng mày, trong mắt đã lộ ra tia sắc ý. Những người đàn ông mặc áo đen ở phía sau cô ta nghe vậy, vừa sải bước đã chặn đường lui của hai người họ, hơn nữa còn bao vây hai cường giả bán bộ nhân vương một cách hoàn chỉnh. Cô Ngụy, chúng tôi làm việc theo mệnh lệnh thôi, ba người họ cũng là người của võ tông Hoa Quốc của tôi, vì vậy, chúng tôi mới đặc biệt đến đây để mời bọn họ đi cùng. Người dẫn đầu vội vàng giải thích với Ngụy Ngưng Nhi. Ý ông là thể diện của Thế tử Chu còn lớn hơn nhà họ Ngụy chúng tôi, có phải còn muốn tôi xin lỗi ông hay không? Giọng điệu của Ngụy Ngưng Nhi càng lúc càng lạnh, sát khí xung quanh cô ta đã không thể che đậy được nữa. Cô Ngụy, xin bớt giận. Chúng tôi không dám có ý như vậy, mong cô Ngụy rộng lượng đừng chấp nhặt với những nhân vật nhỏ bé không hiểu biết chuyện như chúng tôi. Ngoài miệng ông ta nói như vậy, nhưng sắc mặt cũng đã khó coi đến cực điểm. Nếu không phải nhà họ Ngụy vô cùng đặc biệt, ông ta đã không nhịn được mà ra tay từ lâu rồi. Cho dù có chết trong trận chiến, vẫn tốt hơn là bị một cô gái như cô ta làm nhục ở đây. Bớt giận, ý ông là tôi đường đường là một cô chủ nhà họ Ngụy, còn phải nhẫn nhịn ông. Trong khi nói, Ngụy Ngưng Nhi đã chậm rãi đứng dậy, đưa tay chạm vào chuôi kiếm ở thắt lưng. Không, cô Ngụy, không thể nói như vậy được, chúng tôi hoàn toàn không có ý đó. Hơn nữa, hai người chúng tôi, chỉ là đến mời ba người họ thôi. Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương chỉ vào ba người Tiêu Chính Văn, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đang ngồi ngay giữa. Ánh mắt đó như đang hối thúc Tiêu Chính Văn, mà trong ánh mắt lại lóe lên tia sáng, như có chút uy hiếp. Chẳng lẽ ông điếc rồi sao? Tôi mới vừa nói, bọn họ đang uống rượu với tôi. Chỉ với những gì vừa rồi ông nói, nếu ông không quỳ xuống dập đầu xin lỗi, thì hôm nay, hai người đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Giọng nói vừa dứt, Ngụy Ngưng Nhi đột nhiên đập bàn. Không chỉ mấy tên mặc áo đen đồng loạt giơ kiếm lên, mà ngay cả mấy cô gái xinh đẹp cũng lần lượt bày ra tư thế. Cô Ngụy, cô như vậy hơi quá đáng rồi đó. Cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương dẫn đầu lạnh lùng nói. Cho dù lịch thiệp, cũng phải có giới hạn, nói thế nào thì ông ta cũng là cao thủ của cảnh giới bán bộ nhân vương. Trong thánh vực, mặc dù không có sức chiến đấu đỉnh cao, nhưng ít nhất cũng trên mức trung bình. Sao có thể quỳ lạy một cô gái còn hôi mùi sữa trước mặt mọi người chứ? Không quỳ cũng phải quỳ. Ngụy Ngưng Nhi cũng làm đúng phần của mình, hai lông mày của cô dựng lên, giữa khóe mắt hiện lên sát ý dày đặc. Hừ, đừng nghĩ rằng cô là người của nhà họ Ngụy, thì có thể không xem ai ra gì. Hai cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương không thể nhịn thêm được nữa, chiến sĩ thả chết chứ không chịu nhục. Nhưng lời nói vừa dứt, một sức ép vô hình đã ập thẳng vào hai người họ. Như cảm nhận được nguy hiểm, hai người vội vàng lùi lại mấy bước. Nhưng bọn họ còn chưa kịp đứng vững, một cơn gió mạnh đã ập đến từ phía sau hai người họ. Tốc độ thật sự nhanh đến đáng kinh ngạc. Ngay lúc hai người họ quay người nghênh chiến, một sức mạnh vô song đã đánh bay hai người họ ra ngoài. Bụp bụp, hai tiếng động bị bóp nghẹt liên tiếp vang lên, hai người đã ngã ngay dưới chân của Ngụy Ngưng Nhi. Hai người còn chưa kịp đứng lên, một bàn chân to và một thanh kiếm dài, đã chia nhau đè lên hai người họ. Quỳ không hả, sau lưng họ, vang lên một giọng nói lạnh lùng. Xì, hai người gần như đồng thời hít một hơi thật sâu. Nhà họ Ngụy quả nhiên có cao thủ trấn giữ. Vào giờ phút này, Ngụy Ngưng Nhi chắp hai tay sau lưng, đôi mắt đẹp nhìn xuống hai người họ, sát khí trên mặt càng lúc càng nồng đậm. Nhìn thấy vẻ mặt ngạo mạn của Ngụy Ngưng Nhi, cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương cố hết sức ngẩng cao đầu, hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm Ngụy Ngưng Nhi nói, nhà họ Ngụy cô dám, nhưng ông ta còn chưa kịp nói xong, một người đàn ông mặc áo đen đã xuất hiện sau lưng hai người họ, lạnh lùng nói, quỳ xuống. Dập đầu xin lỗi. Xì,
Nghe thấy giọng nói này, hai người không khỏi đồng loạt quay đầu nhìn về phía sau. Chỉ thấy một người đàn ông mặc áo đen, kiêu ngạo đứng sau lưng hai người họ, nhìn thẳng về phía trước với ánh mắt thờ ơ, thậm chí còn không liếc nhìn bọn họ một cái. Thiên Huyền, người này cũng là một trong số những cao thủ nổi tiếng nhất trong thánh vực. Thậm chí có thể nói rằng, ở toàn bộ thánh vực, ngoài Theodore và Chu Thụy Chân ra, thì chính là người này. Tuy rằng trong thánh vực, có rất nhiều tin đồn liên quan đến nhà họ Ngụy, hơn nữa phần lớn đều là những lời đồn đãi về lai lịch thâm sâu của nhà họ Ngụy. Nhưng hầu hết đa số người vốn không để tâm đến những lời đồn đại này, dù sao hơn trăm năm qua, nhà họ Ngụy đều không thể hiện tài năng gì, lại rất hòa đồng với mọi người, càng rất ít xảy ra mâu thuẫn với người khác. Thử hỏi, có thế lực lớn nào khôn khéo giống như nhà họ Ngụy? Nhưng không ai ngờ rằng, một người tiếng tăm lẫy lừng như Thiên Huyền lại là người hầu của nhà họ Ngụy. Không nghe thấy sao, bảo các người quỳ xuống, dập đầu nhận lỗi. Thiên Huyền chắp hai tay sau lưng, nói với vẻ mặt lạnh lùng. Ngụy Ngưng Nhi nhìn hai người ở dưới đất với vẻ mặt đắc ý, cười khẩy nói, thế nào? Các người muốn dập đầu hay mất đầu, tự chọn đi. Cùng lúc đó, Ngụy Ngưng Nhi không khỏi đắc ý mà lướt nhìn Tiêu Chính Văn một cái. Giết chết bán bộ nhân vương. Hừ, ở trước mặt Thiên Huyền, bán bộ nhân vương chính là dễ bị đánh bại như vậy. Đừng nói là giết hai người, cho dù 20 bán bộ nhân vương đứng cùng một chỗ, cũng không phải là đối thủ của Thiên Vương. Sự thật lớn hơn hùng biện, thực lực của nhà họ Ngụy đã là điều không hiển nhiên. Thiên Huyền là cao thủ nhân vương cấp 2, cho dù là ở thế tục hay ở thánh vực, nhân vương cấp 2 đều là đỉnh của chóp. Cho dù trong thánh vực có lời đồn đãi, lại có cao thủ nhân vương cấp 3, nhưng người đó cũng là khách quý của nhà họ Ngụy. Dõi mắt nhìn toàn bộ thánh vực, còn có ai dám khiêu chiến với nhà họ Ngụy? Hơn nữa, nhà họ Ngụy cho dù là đông vực hay tây vực, hay là trong thành phố, dù đi đến đâu, không phải cũng rất được săn đón và theo dõi sao? Với thân phận của Ngụy Ngưng Nhi, cho dù gặp được Theodore và Chu Thụy Chân, cô ta cũng có tư cách đứng ngang hàng với họ. Một điện chủ thần long nhỏ nhoi thì là cái thá gì? Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người Long Nguyệt và Long Hình đều cực kỳ hoảng sợ, hai người đều không ngờ rằng, cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 2, lại là tay sai của nhà họ Ngụy. Trước kia bọn họ cũng biết rằng nhà họ Ngụy không tầm thường, nhưng không ngờ lại có lai lịch sâu thẳm như vậy. Nếu là ở thế tục, e rằng ngay cả năm đại danh sơn cũng phải cúi đầu bái phục với họ. Lúc này, hai cao thủ cảnh giới nhân vương quỳ ở dưới đất, đã bị dọa đến mặt không còn chút máu. Ở trước mặt cao thủ của cảnh giới nhân vương cấp 2, hai người họ thậm chí còn chẳng bằng một con kiến. Chúng tôi biết lỗi rồi. Trong khi nói, hai cao thủ của cảnh giới bán bộ nhân vương còn không thèm nghĩ ngợi đã cúi đầu bái lạy. Ngụy Ngưng Nhi liếc nhìn hai người dập đầu như củ tỏi dưới chân mình với vẻ giễu cợt, cô ta lạnh lùng nói, bây giờ mới biết lỗi, đã muộn rồi. Hai người này dám xúc phạm nhà họ Ngụy của tôi, hãy lập tức xử tử hai người ngay tại chỗ. Không chỉ hai cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương đột nhiên sững người, mà ngay cả Long Nguyệt và Long Hình cũng khẽ cau mày lại. Không phải vì tính khí và thủ đoạn của Ngụy Ngưng Nhi, mà là vì hành vi của cô ta thật sự rất quá đáng. Nếu muốn giết, thì ngay từ đầu không nên sỉ nhục người khác. Nói thế nào đi nữa thì họ cũng là cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương. Cho dù chết cũng phải cho người ta chết một cách tử tế. Tôn trọng đối thủ chính là đạo đức võ thuật cơ bản nhất. Nhưng người ta cũng đã dập đầu, cũng đã quỳ lạy rồi, lại còn muốn giết chết họ, điều này hơi có dã tâm giết người. Đợi đã, đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên từ ngoài cửa truyền đến. Nghe thấy giọng nói của ông lão, Thiên Huyền cũng đột nhiên quay đầu nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một ông lão tóc trắng, dáng người chợt lóe lên. Ngay lập tức đã xuất hiện trong quán rượu. Người này chính là người bên cạnh Chu Thụy Chân. Ngưng Nhi chào ông đồng. Ngụy Ngưng Nhi khẽ chắp tay, nói với vẻ tự diễu. Kính chào cô Ngụy, ông đồng vừa nói, vừa rời ánh mắt về phía Thiên Huyền bên cạnh Ngụy Ngưng Nhi. Chát, khi ánh mắt của cụ ta vừa di chuyển, thanh kiếm dài trên tay của Thiên Huyền đột nhiên gãy thành hai mảnh trong nháy mắt. Chỉ riêng cảnh tượng này cũng đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đây phải há hốc mồm kinh ngạc. Ngay cả Thiên Huyền cũng hơi ngơ ngác, không ngờ ông đồng lại vẫn luôn che giấu thực lực của mình. Cô Ngụy, tôi thấy hai người họ không đáng tội chết,
hay là nể mặt tôi, tha cho họ đi. Nói xong, ông Đồng nói với hai cường giả cảnh giới bán bộ thiên vương, hai người còn không mau nói xin lỗi cô Ngụy. Vâng vâng vâng, ngoài miệng hai cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương nói vậy, nhưng trong lúc nói hai người đã đứng thẳng người, sau đó chắp tay nói với Ngụy Ngưng Nhi với vẻ mặt hơi khinh thường, cô Ngụy, đắc tội rồi. Ông lão thấy vậy, mỉm cười gật đầu nói, à, cô Ngụy, chuyện hôm nay, mong cô Ngụy rộng lòng tha thứ. Suy cho cùng, nhà họ Ngụy sẽ không vì chuyện nhỏ nhặt này mà xảy ra mâu thuẫn với thế tử chứ. Khóe miệng Ngụy Ngưng Nhi giật giật vài cái, cố nén tức giận nói, ông Đồng nói gì chứ, nhà họ Ngụy chắc chắn phải nể mặt ông mà. Ngay sau đó, lời nói của Ngụy Ngưng Nhi lập tức thay đổi, không chịu buông tha nói, ông Đồng, mặc dù Ngưng Nhi không để tâm, nhưng lời nói và hành vi của hai người họ lại đang khinh thường nhà họ Ngụy. Ngưng Nhi có thể nể mặt ông Đồng, không tính toán với họ, nhưng tôn nghiêm của nhà họ Ngụy cũng phải nhận được chút bù đắp chứ. Ngay khi lời nói này vừa thốt ra, sắc mặt của ông Đồng cũng lập tức thay đổi. Không ngờ, Ngụy Ngưng Nhi thật sự là một cao thủ khó đối phó, lại lấy nhà họ Ngụy ra làm cớ. Cô Ngụy, vậy theo ý của cô, rốt cuộc muốn như thế nào mới chịu thả cho họ đi? Ông Đồng cố nén cơn giận, mỉm cười hỏi. Dễ thôi, tôi thấy nên để cho họ tự chặt đứt một tay của mình, ông Đồng có ý kiến gì không? Ngụy Ngưng Nhi cười khẩy nói. Ông Đồng hít sâu một hơi, khẽ nhắm mắt lại nói, không nghe thấy cô Ngụy nói gì sao? Ngay khi lời này vừa thốt ra, hai cao thủ cường giả cảnh giới bán bộ nhân vương cũng chỉ có thể cười khổ rút bảo kiếm ra. Xoạt, ánh sáng lạnh lẽo léo lên, hai cánh tay đã rơi thẳng xuống đất. Nhìn thấy đám người ông Đồng đã đi xa, Ngụy Ngưng Nhi mới cười nói với đám người Tiêu Chính Văn, để các anh chê cười rồi, đuổi mấy con tôm tép này còn phải mất nhiều thời gian như vậy. Ngụ ý của cô ta là bán bộ nhân vương cũng chỉ là loại tôm tép mà thôi. Tiêu Chính Văn từ đầu đến cuối đều không để tâm đến những người này, cho dù là ông Đồng và Thiên Huyền hai người họ, Tiêu Chính Văn cũng chưa từng liếc nhìn một cái. Nhưng hành động này của Tiêu Chính Văn, dưới cái nhìn của Ngụy Ngưng Nhi, ngược lại là Tiêu Chính Văn đã sợ rồi. Thật ra, bọn họ không phải sợ tôi, cũng không phải sợ Thiên Huyền, chẳng qua là lai lịch nhà họ Ngụy còn hơn thế. Ngụy Ngưng Nhi nói với vẻ mặt lạnh lùng và kiêu ngạo. Những lời này của Ngụy Ngưng Nhi nói với vẻ vô cùng tự tin, dù sao cao thủ của cường giả cảnh giới nhân vương cấp 2 vừa rồi đã đích thân ra mặt cũng không thể khiến hai người kia an toàn rút lui. Thật ra thì nói cho cùng, ông Đồng vẫn bị mất mặt. Chỉ riêng điểm này, cũng đã có thể nói rõ vấn đề rồi. Hai vị, thật ra nhà họ Ngụy chúng tôi rất có thành ý mời, hơn nữa, các người cũng không cần vội trả lời tôi. Hai ngày sau, tôi lại đến tìm mấy người, hy vọng đến lúc đó, các anh có thể cho tôi một câu trả lời hài lòng. Ngụy Ngưng Nhi nói xong, đứng dậy rời đi. Chỉ có Thiên Huyền trước khi rời đi còn quay đầu lại, nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đúng 5 giây. Sau đó mới xoay người rời đi. Long Vương, chúng ta phải làm sao đây? Thực lực của nhà họ Ngụy không thể xem thường, hôm nay, quy tắc đã thay đổi, lối đi đã bị đóng lại, chúng ta nhất thời không thể rời khỏi đây được. Long Nguyệt hơi lo lắng nói. Ăn chút gì trước đi, việc còn lại từ từ thảo luận sau. Tiêu Chính Văn nói với vẻ bình tĩnh. Mặc dù Tiêu Chính Văn vô cùng bình tĩnh, hoàn toàn không có dấu hiệu lo lắng nào cả. Nhưng hai người Long Nguyệt lại không yên tâm. Dù sao Ngụy Ngưng Nhi đã đưa ra tối hậu thư cho họ trước khi rời đi. Nếu hai ngày sau câu trả lời của họ không khiến nhà họ Ngụy hài lòng thì nhà họ Ngụy tuyệt đối sẽ không khoan dung cho họ nữa. Tất nhiên họ biết sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn. Nhưng suy cho cùng, đây không phải là giới thế tục mà là thánh vực. Không nói tới thế lực của Thiên Hành và nhà họ Ngụy. Chỉ cần việc có rất nhiều thế tử tập trung ở đây cũng đủ khiến người ta đau đầu rồi. Bối cảnh của bất kỳ vị thế tử nào cũng có thể bắt nguồn từ những gia tộc cổ hàng trăm năm, thậm chí hàng nghìn năm trước. Thế lực sau lưng bọn họ quả thật không thể tưởng tượng được. Thế lực sau lưng của những người này tuyệt đối hơn hẳn so với những gia tộc được gọi là lớn trong giới thế tục, cho dù ngẫu nhiên chọn ra vài người cũng phải ngang ngửa với Lý Chính Đạo. Nhìn thấy Long Nguyệt tràn đầy vẻ u sầu, Tiêu Chính Văn vừa ăn lạp xưởng vừa cười nói, thánh vực, tuy rằng tràn ngập nguy hiểm, nhưng có thể là cơ hội thực sự cho hai người. Dùng đan dược quả thực có thể giúp hai người đột phá tới cảnh giới bán bộ nhân vương, nhưng lại hoàn toàn không có thực chiến, cũng không có lĩnh ngộ thực sự. Cảnh giới dù có cao đi nữa cũng chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi.
Tuy nhiên, ở nơi này, các cô cậu có thể có được cơ hội hiếm có, một bước đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Long Nguyệt và Long Hình đều sững sờ, quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt không thể tin được. Hai người họ mới đột phá lên cảnh giới thiên thần cấp 4 sao không bao lâu, còn chưa được 3 tháng, Tiêu Chính Văn lại nói bọn họ sẽ sớm có thể trở thành cao thủ bán bộ nhân vương. Long Vương, anh nói thật sao? Long Hình nhìn Tiêu Chính Văn tràn đầy kích động hỏi. Tôi đã lừa cô cậu khi nào chưa? Ở trong thánh vực, như ta đã nói, hai người nhất định có thể trở thành cao thủ bán bộ nhân vương. Tiêu Chính Văn nói rất chắc chắn. Thuộc hạ bằng lòng ở lại. Long Hình và Long Nguyệt vô cùng phấn khích nói. Ăn đi đã, Tiêu Chính Văn chỉ vào lạp xưởng và bánh mì trên đĩa cười nói. Bên kia, Ngụy Ngưng Nhi dẫn theo đàn em nghênh ngang đi tới tổng viện nhà họ Ngụy. Thưa cô, hai người đó chỉ ở cảnh giới thiên thần cấp 4 sao, hoàn toàn không xứng gia nhập nhà họ Ngụy chúng ta. Tại sao cần phải quan tâm tới bọn họ như vậy? Thiên Huyền khó hiểu hỏi. Cảnh giới thiên thần cấp 4 sao ở bên ngoài, cho dù không phải đỉnh cao nhất của kim tự tháp, nhưng vẫn thuộc vào hàng cao. Nhưng trong thánh vực, ngay cả một vị bán bộ nhân vương cũng không dám ngẩng mặt lên, huống hồ là hai kẻ cảnh giới thiên thần cấp 4 sao. Đây là ý của bố tôi. Nói thật, tôi thực sự không đánh giá cao thực lực của hai người bọn họ. Tuy nhiên, bố tôi muốn thu nhận họ thì bố tôi nhất định phải có lý do. Tôi tin rằng sau khi thấy được nguy hiểm trong thánh vực, bọn họ cũng nên biết trước mắt bọn họ không có quá nhiều sự lựa chọn, nếu không gia nhập nhà họ Ngụy, bọn họ chỉ có chết thảm trong thánh vực mà thôi. Ngụy Ngưng Nhi nở một nụ cười khinh thường. Trong mắt cô ta, cho dù là Long Hình, Long Nguyệt, hay thậm chí là Tiêu Chính Văn đều không thể ngẩng mặt lên được. Từ vẻ kinh ngạc của Long Hình và Long Nguyệt ban nãy, không khó để nhận ra bọn họ chưa từng thấy sức mạnh đáng sợ của nhân vương cấp 2. Về phần Tiêu Chính Văn kia, chẳng qua chỉ là giả vờ bình tĩnh, thật ra trong lòng nhất định cũng bị dọa sợ. Tự cho rằng giết được hai cao thủ bán bộ nhân vương thì vô địch thiên hạ sao? Hai, việc này cũng không thể trách bọn họ hết được. Dù sao trong giới thế tục thì bán bộ nhân vương đã gần như là cảnh giới cao nhất rồi. Bọn họ không phải người của năm đại danh sơn cũng không phải là người của võ tông, hiểu biết có hạn cũng là bình thường. Tuy nhiên, với chút thực lực này, ở thánh vực, đến làm tay sai cũng không có tư cách. Những lời này của Ngụy Ngưng Nhi không phải là ngạo mạn, mà là nhà họ Ngụy quả thực có năng lực này. Cao thủ nhân vương cấp 1 chỉ có thể làm hộ vệ trong tổng viện nhà họ Ngụy. Mạnh như Thiên Huyền, cũng chỉ có thể là cận vệ của Ngụy Ngưng Nhi, có thể thấy nhà họ Ngụy có thế lực đến thế nào. Nhà Ngụy đã có thế lực như vậy thì những thế tử kia không cần nghĩ cũng biết. Sở dĩ trong thánh vực các thế lực đều bình yên vô sự chung sống với nhau nhiều năm như vậy. Sự hòa giải của nhà họ Ngụy chỉ là một mặt, lý do thật sự là các thế lực đều đoàn không ra thực lực thật sự của các thế lực khác. Một khi một bên che giấu sức mạnh thật của mình, kết quả của việc khai chiến chính là bị tiêu diệt. Gần đây quy tắc có nhiều thay đổi, bọn họ hẳn là sẽ bị nhốt lại ở thánh vực, Đông Phương Đại Vực và Tây Phương Đại Vực đều sẽ trở thành cấm địa của bọn họ. Thiên Huyền vẻ mặt vô cảm nói. Hừ, còn không thôi sao, nội thành là nơi bọn họ có thể tự tiện tới sao? Tên Theodore này cũng không phải người tốt lành gì, Ngụy Ngưng Nhi lạnh lùng cười nói. Đừng nhìn những vị thế tử này vô cùng khách khí với nhà họ Ngụy. Nhưng đó chỉ là đối với nhà họ Ngụy mà thôi. Nhìn ra cả thánh vực mà xem, ngoại trừ nhà họ Ngụy ra, những vị thế tử này còn khách khí với ai nữa. Đừng nói đến bán bộ nhân vương, cho dù là nhân vương cấp 1 cũng nói giết là giết. Trước khi quy tắc được thay đổi thì còn ổn, ngay cả những người bình thường cũng có chỗ để sinh sống, nhưng từ khi quy tắc thay đổi, tất cả mọi người đều đang loại bỏ đối thủ. Toàn bộ thánh vực đã trở thành một chiến trường vô cùng đẫm máu. Cho dù bạn có thực lực đến đâu, chỉ cần không có người chống lưng đủ mạnh phía sau, kết cục chỉ có con đường chết mà thôi. Và nhà họ Ngụy cũng là mấu chốt thành bại của rất nhiều thế tử. Nhiều năm như vậy, nhà họ Ngụy đã trở thành một con diều hâu lớn trong thánh vực có thể quyết định thành bại, nhưng thế tử của nhà họ Ngụy lại chưa từng đặt chân vào thánh vực. Đây là nước cờ cao minh tới mức nào? Chính quyết định này khiến nhà họ Ngụy trở nên vô cùng đặc biệt. Bất luận là trong thánh vực hay là ngoài đời, các thế lực đều chỉ có thể lôi kéo nhà họ Ngụy. Vô hình chung, khiến nhà họ Ngụy trở thành trung tâm của tất cả các bên, đồng nghĩa với việc có vô số tài nguyên và mối quan hệ.
Điều này có lợi hơn nhiều so với việc các thế tử đi tranh giành vận khí của Âu Lục với nhau. Trong mắt của Ngụy Ngưng Nhi, đám người Tiêu Chính Văn chỉ là một đám quê mùa chưa trải sự đời. Nhà họ Ngụy nhìn chúng bọn họ, chính là đang nâng đỡ bọn họ, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Tôi nghĩ hẳn là không cần đến hai ngày, nhiều nhất là một ngày bọn họ sẽ chủ động tìm tới. Thiên Huyền thờ ơ nói. Ngụy Ngưng Nhi nghe vậy bật cười, dẫn theo đám người đi về phía tổng viện nhà họ Ngụy. Lúc này, trong nhà hàng, Long Hình ăn uống no nê, ợ lên một tiếng nói, Long Vương, nghe nói từ cảnh giới thiên thần lên cảnh giới bán bộ nhân vương phải cần ít nhất 100 năm tích lũy mới được, tôi và Long Nguyệt mới đột phá, thật sự có thể đạt được cảnh giới bán bộ nhân vương sao? Thật ra Long Hình đã nghi ngờ trong lòng từ lâu, nhưng anh ta biết lời nói của Tiêu Chính Văn là dựa vào kinh nghiệm, bản thân Tiêu Chính Văn chính là một ví dụ sống. Lẽ nào trên thế giới này thật sự có thể đi theo đường tắt? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, bán bộ nhân vương căn bản không phải nhân vương, chênh lệch giữa chúng cũng không phải là ranh giới đơn giản như vậy. Thật ra bắt đầu từ cảnh giới thiên thần, cảnh giới cùng sức chiến đấu cũng không còn quá quan trọng, bởi vì chúng ta đang mượn sức mạnh của trời đất, sức mạnh của tự nhiên. Người nào có năng lực lĩnh ngộ và khống chế được sức mạnh trời đất, sức mạnh tự nhiên càng cao thì tốc độ tăng cảnh giới càng nhanh. Chỉ cần hai người có thể lĩnh hội được nguyên khí thì có thể đạt được tới cảnh giới bán bộ nhân vương, chỉ là kinh nghiệm thực chiến của hai người còn thiếu nên năng lực nhận biết và khống chế nguyên khí còn hạn chế. Giác ngộ lớn hơn cảnh giới lớn hơn sức chiến đấu, chỉ là người bình thường hoàn toàn không biết được trình tự và mối quan hệ quan trọng này nên mới cần tới 100 năm để hiểu ra. Chỉ khi họ nhìn thấu được phương diện này thì mới có thể thuận lợi đạt đến được cảnh giới bán bộ nhân vương. Thì ra là vậy, nhưng, không có nhưng gì cả, đây là tầm quan trọng của tính giác ngộ. Bởi vậy, muốn đột phá bán bộ nhân vương, thứ cần không phải là sự tích lũy, mà là tính giác ngộ cùng với năng lực cảm nhận nguyên khí của hai người. Chúng ta đi, nói xong, Tiêu Chính Văn đứng dậy dẫn hai người họ ra khỏi nhà hàng, giữa trung tâm thành phố Thiên Nam tìm một gian phòng khách sạn để ở. Sau khi vào phòng, Tiêu Chính Văn đã viết ra những hiểu biết của mình về nguyên khí rồi lần lượt đưa chúng cho Long Nguyệt và Long Hình, để họ đi cảm nhận và khống chế nguyên khí theo những gì mình viết. Tập trung cao độ, đừng phân tâm. Tiêu Chính Văn nhìn hai người ngồi xếp bằng trên giường, trầm giọng nói. Thời gian dần trôi, rất nhanh sau đó trên không trung bắt đầu xuất hiện những hiện tượng kỳ lạ. Nhất thời, sấm chớp nổi lên, khí tức trong bán kính 100 mét bắt đầu trở nên hỗn loạn. Hả, lại có người dám khua chiêng gióng trống đột phá ở thánh vực sao? Thật là không biết sống chết, một ông lão đang đi dạo trong công viên hừ một tiếng. Bất kể là ai đột phá, đặc biệt là đột phá từ cảnh giới thiên thần lên bán bộ nhân vương, đều sẽ khiến thánh vực xuất hiện dị tượng. Có thể nói, trước khi quy tắc thay đổi, bất cứ ai đột phá cảnh giới trong thánh vực đều sẽ bị trời đất thánh vực xóa sổ. Trong hàng 100 năm qua, mọi người đều đã thống nhất rằng chỉ cần tiến vào thánh vực thì sẽ không thể đột phá nữa, nếu không sẽ trở thành mục tiêu công kích của mọi người. Vì vậy, ngay cả những thế tử của các thế gia lớn cũng không dám khiến dân chúng nổi giận. Có một số chuyện tuyệt đối không thể làm. Dù địa vị có cao đến đâu, xuất thân vững chắc thế nào, thì suy cho cùng sức mạnh của một người vẫn có giới hạn. Hừ, trong nội thành, Theodore trong trang viên đang nhìn mây giông trên bầu trời. Bất giác nhíu mày. Kẻ nào to gan dám đột phá ở thành phố Thiên Nam vậy? Trong khi nói, ánh mắt của Theodore bùng lên sát khí. Đây là đang coi thường những thế tử, coi thường thế lực các bên. Rầm, trong sân nhà họ Ngụy, Ngụy Quốc Đào đập bàn, chiếc bàn tròn gỗ rắn liền tan nát. Thật to gan, dám công khai đột phá trên địa bàn của nhà họ Ngụy chúng ta sao? Người đâu? Mau đi điều tra xem là kẻ nào dám coi thường nhà họ Ngụy đến vậy. Ngụy Quốc Đào trợn trừng mắt, mạch máu trên trán nổi lên. Còn ở phía tây thành phố, Chu Thụy Chân đang ngồi trên sofa trong sảnh lớn biệt thự, liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, chế nhạo, thật sự có người không sợ chết sao? Lại dám đột phá ở thánh vực, cho dù thực lực của nhà họ Chu có lớn mạnh đến đâu thì ông ta cũng không dám đột phá ở thánh vực. Đây cũng là một trong những nguyên nhân quan trọng khiến Chu Thụy Chân đến tận 5 năm trước mới có thể tiến vào thánh vực. Bởi vì trong số các thế tử, thực lực của Chu Thụy Chân yếu nhất, nếu không liên tục đột phá ở vùng ngoài lãnh thổ thì khi tiến vào thánh vực sẽ không có lợi thế. Lúc này,
Tiêu Chính Văn trong khách sạn đang hướng dẫn Long Nguyệt và Long Hình cách khống chế nguyên khí một cách chính xác. Sự khác nhau giữa nguyên khí và chân khí là nguyên khí mang tính bao hàm, có thể bao quát vạn vật trong trời đất, tức là có thể trở thành chủ thể của vạn vật, cũng có thể hỗ trợ cho mọi thứ. Còn chân khí chính là chủ thể của vạn vật, kể cả hàng nghìn tỷ thiên hà trong vũ trụ, đều là do nguyên khí thúc đẩy và vận hành. Cũng giống như mạch máu trong cơ thể con người, dù công nghệ tiên tiến đến đâu thì cũng không thể nghiên cứu ra được nguồn gốc của mạch máu trong cơ thể con người. Bởi vì ngay từ nhiều thập kỷ trước, rất nhiều nhà khoa học Âu Lục đã tiến hành một cuộc thử nghiệm. Tạo một ống dài hàng chục mét thành một vòng kín rồi nối một máy bơm nước. Sau khi bật máy bơm nước lên thì chất lỏng bên trong không thể chảy được vì nó bị cô lập với thế giới bên ngoài. Hoặc do áp suất quá cao, ống nước liền nổ tung. Còn máu và mạch máu trong cơ thể con người có thể chảy tự do. Trong thực tế, đây là hoạt động chân khí thúc đẩy máu vô cùng bình thường. Những nguyên tắc tưởng chừng như đơn giản này dù có muốn hiện thực hóa cũng rất khó, huống hồ là kiểm soát. Ngay lúc Long Nguyệt và Long Hình đang ở thời khắc mấu chốt để đột phá thì một tiếng quát lạnh lùng vang lên, thế tử nhà nào mà dám phá vỡ quy tắc đột phá trong thánh vực. Khi giọng nói này vang lên, Theodore và Chu Thụy Chân đều sững sờ, Ngụy Quốc Đào đích thân xuất hiện rồi sao? Sau khi giọng nói truyền đến một lúc vẫn không có ai trả lời. Ngụy Quốc Đào nhíu mày, lẽ nào là người bên cạnh vị thế tử nào đó đang đột phá? Cho hỏi vị thế tử nào đang dung túng cho thuộc hạ đột phá trong thánh vực. Giọng nói của Ngụy Quốc Đào lại truyền đến. Nhưng hồi lâu sau vẫn không có ai trả lời. Hừ, Ngụy Quốc Đào hừ một tiếng, lại lớn tiếng quát, nếu thuộc hạ của vị thế tử nào muốn đột phá thì có thể thông báo với nhà họ Ngụy chúng tôi một tiếng, nhà họ Ngụy sẽ phái người đến canh giữ. Giọng nói của Ngụy Quốc Đào lại vang lên. Chỉ là lần này, đem theo ý uy hiếp. Nhưng vẫn không có ai đáp lại, cả thánh vực đều im lặng như tờ. Tôi, Ngụy Quốc Đào cảnh cáo trước, nếu vị thế tử kia thẳng thắn thừa nhận với nhà họ Ngụy, thì nhà họ Ngụy sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra, nếu không, không chỉ phế bỏ tu vi của người đó, mà ngay cả thế tử cũng sẽ bị trừng phạt. Lần này, Ngụy Quốc Đào đã thực sự nổi giận, ông ta đã đích thân ra mặt, hơn nữa còn đảm bảo với đối phương rằng có thể phái người canh giữ. Ngụ ý là hy vọng đối phương sẽ thẳng thắn thừa nhận. Nhưng đối phương lại không hề để ý tới nhà họ Ngụy. Mấy trăm năm qua, có ai dám khinh thường nhà họ Ngụy như vậy? Ngụy Quốc Đào nghiến răng, chuyện này nhất định phải điều tra kỹ lưỡng. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề để tâm đến Ngụy Quốc Đào. Long Nguyệt và Long Hình cũng đang ở thời khắc then chốt để đột phá, bọn họ đang tập trung kiểm soát nguyên khí theo lời Tiêu Chính Văn, nên càng phớt lờ lời nói của Ngụy Quốc Đào. Ai lại dám to gan đến mức không nể mặt cả nhà họ Ngụy như vậy? Lần này, e rằng xảy ra chuyện lớn rồi. Theodore nhìn về phía thành phố Thiên Nam, trầm giọng nói. Hắn vừa dứt lời, hơn chục luồng khí tức đáng sợ phóng lên bầu trời từ trong sân nhà họ Ngụy, thậm có còn có một số cao thủ cảnh giới nhân vương nằm trong số đó. Lần này, nhà họ Ngụy đã thực sự nổi giận, bọn họ thừa sức giết chết đối phương trong thánh vực. Nhất thời, toàn bộ thành phố Thiên Nam rơi vào cảnh lo sợ. Nhưng Tiêu Chính Văn gần như phớt lờ mọi chuyện bên ngoài, chuyên tâm hỗ trợ Long Nguyệt và Long Hình tiến hành đột phá. Trong chốc lát, toàn bộ thành phố Thiên Nam trở nên hỗn loạn, cho đến sáng hôm sau, thành phố vẫn trong cảnh hỗn loạn. Mấy đám mây đen chỉ xuất hiện lúc đầu, trong nháy mắt đã biến mất. Muốn tìm người, nói thì dễ làm thì khó. Thiên Nam tuy được nói là thành phố, nhưng cũng chỉ là một khu vực rộng lớn của thánh vực. Nơi đây kết hợp với Đông vực, Tây vực, và Bắc địa tạo thành bốn khu vực chính trong thánh vực. Thậm chí còn rộng lớn hơn một vài nước nhỏ trong Âu Lục, cho nên việc tìm một hai người chẳng khác nào mò kim đáy bể. Nhà họ Ngụy cũng đang tìm kiếm mục tiêu, trọng tâm tìm kiếm là người bên cạnh các thế tử. Suy cho cùng, ngoài bọn họ ra, người ngoài chắc chắn sẽ không dám to gan đột phá trong thánh vực. Rốt cuộc là người bên cạnh ai đang đột phá? Ngụy Quốc Đào nheo mắt, lẩm bẩm. Đã là ngày thứ hai, nhưng nhà họ Ngụy vẫn không có chút manh mối nào, cũng không có vị thế tử nào chủ động thừa nhận. Mãi đến chiều ngày thứ hai, Long Hình và Long Nguyệt mới tỉnh lại. Lúc này, khí tức trên người bọn họ đã rất khác so với lúc trước. Trong hai ngày qua, nhà họ Ngụy gần như đã lật tung cả Thiên Nam, nhưng vẫn chẳng tìm được chút tin tức nào.
Tiêu Chính Văn nhìn Long Hình và Long Nguyệt rồi bình tĩnh nói, hai người tiếp tục ở lại đây, nhất định phải nhanh chóng đột phá lên bán bộ nhân vương. Rõ thưa Long Vương, rõ, lúc này, Long Nguyệt và Long Hình chỉ còn thiếu một bước cuối cùng nữa là có thể tiến vào cảnh giới bán bộ nhân vương, lúc này cũng là điểm mấu chốt quan trọng để bọn họ đột phá. Cho nên, vì sự an toàn, Tiêu Chính Văn quyết định ra ngoài để thăm dò tin tức. Nhưng lúc Tiêu Chính Văn vừa rời khỏi khách sạn thì đã bị người nhà họ Ngụy phát giác ra. Dù sao toàn bộ Thiên Nam này đều do nhà họ Ngụy thống trị, nhưng Tiêu Chính Văn cũng không quan tâm đến nhà họ Ngụy. Mà Tiêu Chính Văn lại đến quán cà phê bên kia đường. Vừa uống cà phê, vừa lắng nghe khách ngồi mấy bàn xung quanh tàn tán. Đúng lúc Tiêu Chính Văn uống xong một tách cà phê, định đứng dậy rời đi thì cửa quán cà phê bật mở, Ngụy Ngưng Nhi dẫn theo mấy cao thủ nhà họ Ngụy đi thẳng tới chỗ Tiêu Chính Văn. Lúc Ngụy Ngưng Nhi vừa bước vào cửa, những vị khách ở các bàn gần đó đang thảo luận đều đứng dậy, biết điều rời khỏi quán cà phê. Anh Tiêu, tìm anh khó thật đấy. Ngụy Ngưng Nhi ngồi xuống đối diện Tiêu Chính Văn, mấy vị cao thủ bên cạnh cô ta cũng đứng chặn ở lối ra vào, nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Anh Tiêu, cả Thiên Nam là địa bàn của nhà họ Ngụy chúng tôi, cho dù anh trốn ở đâu thì cũng không thể thoát khỏi sự chú ý của nhà họ Ngụy, tôi nghĩ có lẽ anh cũng biết mục đích chúng tôi tìm anh là gì. Nói xong, Ngụy Ngưng Nhi vẫy tay về hướng quầy ba, nhân viên phục vụ mang một tách cà phê đến. Thật xin lỗi, tôi thật sự không rõ cô Ngụy tìm tôi vì chuyện gì. Tiêu Chính Văn bình tĩnh trả lời. Anh Tiêu, chúng ta đều là người thông minh, không giấu gì anh, thực ra Long Nguyệt và Long Hình đều có tố chất siêu phàm, thậm chí còn thu hút sự chú ý của bố tôi. Hơn nữa, Đại sư Thiên Hoành cũng rất thích hai người họ, sẽ rất đáng tiếc nếu mầm giống tốt như vậy bị chôn vùi trong điện thần long, anh Tiêu nghĩ sao? Ngụy Ngưng Nhi vừa khuấy cà phê vừa kiêu ngạo nói. Chôn vùi, Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên, nhíu chặt mày nhìn Ngụy Ngưng Nhi. Anh Tiêu, thật ra trong lòng anh hiểu rõ hơn tôi, những gì thế tục có thể cho họ có hạn, nếu không sao họ vẫn còn quanh quẩn ở cảnh giới thiên thần. Nếu cho họ bước vào nhà họ Ngụy thì họ có thể thu được rất nhiều tài nguyên và trận pháp bí mật thiên cổ được truyền từ hàng nghìn năm xưa ngay lập tức, những thứ này đều là những thứ thế tục có thể gặp nhưng không thể cầu. Nhưng những tài nguyên này chẳng qua là chuyện vặt vãnh với nhà họ Ngụy chúng tôi. Cho dù nhà họ Ngụy không thể so bì với năm đại danh sơn, càng không thể so sánh với 10 gia tộc lớn ở Âu Lục, lại chẳng thể so được với các thế lực lớn mạnh ở ngoài lãnh thổ. Nhưng ít nhất sẽ mạnh hơn thế tục không chỉ 100 lần, huống gì người duy nhất có thể khiến họ tiến bộ trong thế tục chỉ có một mình anh Tiêu. Nhưng sức mạnh của một người quá nhỏ bé, không đáng kể, hơn nữa thứ cho tôi nói thẳng, dù là tu vi của anh Tiêu, tôi cũng không thể cân nhắc. Ngụy Ngưng Nhi hung hăng nói. Dù thực lực của Tiêu Chính Văn có hơn người thì trong thánh vực cũng từng có không ít tin đồn về Tiêu Chính Văn. Nhưng cẩn thận nghe ngóng thì Ngụy Ngưng Nhi mới biết Tiêu Chính Văn vừa không phải là đệ tử của năm đại danh sơn, vừa không phải là con cháu của gia tộc lớn. Người như thế có thể phát triển được đến đâu? Trên con đường võ thuật, chỉ có danh sơn chống lưng hoặc là con cháu gia tộc lớn mới có cơ hội vượt trội hơn người, đây là quy luật chưa bao giờ thay đổi từ xưa đến nay. Đầu tiên nói về tài nguyên, năm đại danh sơn và các gia tộc lớn đã tích lũy được tài nguyên qua hàng nghìn năm. Một nhân vật nhỏ trong thế tục chắc chắn không thể so bì được. Hơn nữa rất nhiều trận pháp đều do các danh sơn và gia tộc này truyền lại, người bình thường hoàn toàn không có cơ hội có được. Không có trận pháp cao thâm hỗ trợ thì cảnh giới có cao đến mức nào cũng chỉ để trang trí, như khoảng cách giữa một con bò và võ sĩ đấu bò vậy. Mặc dù sức của bò rất lớn, hơn nữa cũng rất mạnh nhưng cũng chỉ bị võ sĩ đấu bò chơi đùa. Thấy một tay Tiêu Chính Văn khuấy cà phê không đáp lời, Ngụy Ngưng Nhi nói tiếp, anh Tiêu, thật ra tôi không biết anh tìm được hai hạt giống tốt này ở đây nhưng để họ lại nhà họ Ngụy tôi mới là lựa chọn tốt nhất. Theo tôi biết, hai người họ luôn nghe lời anh, chỉ cần một câu nói của anh, tương lai của hai người họ sẽ thay đổi. Tôi biết hai người họ xuất thân từ quân đội, cũng là trụ cột trong quân đội thế tục của Hoa Quốc, nhưng anh Tiêu à, anh cũng phải nghĩ cho tương lai của họ chứ. Tôi nghĩ với tầm nhìn của anh Tiêu hẳn cũng biết rất rõ tình hình chung sẽ thay đổi. Trong tình hình chung của tương lai chức vụ gì đó đều như rơm rác thôi, không đáng để nhắc đến, chỉ có thực lực tuyệt đối mới có thể cho họ đứng ở nơi bất bại trong tình thế loạn lạc.
Nói khó nghe một chút, tôi nghĩ ngay cả bản thân anh Tiêu cũng nên chủ động đến cầu nhà họ Ngụy chúng tôi, cống hiến cho nhà họ Ngụy chúng tôi. Ngụy Ngưng Nhi kiêu ngạo nói. Ồ, ngay cả tôi cũng nên làm đầy tớ cho nhà họ Ngụy cô à. Tiêu Chính Văn suýt nữa tức đến bật cười. Tôi vừa nói rồi đấy, những tài nguyên đó chỉ là chuyện vặt vãnh với nhà họ Ngụy, nếu không anh nghĩ tại sao các cao thủ cảnh giới nhân vương đó phải chủ động gia nhập vào nhà họ Ngụy chúng tôi. Chắc anh Tiêu đã từng chứng kiến thực lực của Thiên Huyền rồi nhỉ, 15 năm trước Thiên Huyền chủ động đến nương nhờ nhà họ Ngụy, thế mới nói người biết thức thời mới là người tài. Tình hình tương lai cực kỳ không có lợi với một người đơn độc chiến đấu, không có chỗ chống lưng như anh Tiêu. Ngụy Ngưng Nhi vô cùng tự tin hất cao cằm, kiêu ngạo nói. Cô Ngụy, hãy thứ cho tôi nói thẳng, có phải nhà họ Ngụy các cô tự cao tự đại quá rồi không? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Ngụy Ngưng Nhi nói. Anh nói gì? Ngụy Ngưng Nhi lộ ra vẻ lạnh nhạt nói, ý anh Tiêu là ngay cả nhà họ Ngụy tôi cũng không lọt nổi vào mắt anh Tiêu sao? Tôi nghĩ e là anh Tiêu đã hiểu lầm một chuyện, trước đó tôi khách sáo với anh chỉ là mong anh có thể tự hiểu ra, nhưng chưa từng tỏ ý là nhà họ Ngụy đang bàn bạc với anh. Hơn nữa dù anh Tiêu muốn hiểu lầm cũng không nên cắt đứt tương lai của người khác, nói khó nghe một chút là hai người họ đi theo anh ngoài nguy hiểm ra thì anh có thể cho họ được cái gì. Sắc mặt Ngụy Ngưng Nhi ngày càng trở nên lạnh lùng, thậm chí ánh mắt đã dần toát ra sát khí. Chúng tôi và Long Vương cùng vào sinh ra tử vô số lần. Hai người họ sinh là người của Điện Thần Long, chết là ma của Điện Thần Long. Hơn nữa thứ Long Vương có thể cho chúng tôi, nhà họ Ngụy chưa chắc có thể cho được. Câu nói vừa dứt, Long Nguyệt và Long Hình một trước một sau đi vào quán cà phê. Lúc này khí tức của hai người họ đã khác rất nhiều so với trước đây. Dù sao bây giờ hai người đã chính thức đạt đến cảnh giới bán bộ nhân vương, có thể nói là thay da đổi thịt. Trong đôi mắt Long Nguyệt hiện lên vài phần sắc bén. Hơn nữa quanh người cũng toát ra một loại khí tức kỳ lạ khiến mọi người không thể thăm dò. Còn Long Hình vốn dĩ là sát thần chiến trường đã từng trải qua rất nhiều cuộc đại chiến, vì đạt đến bán bộ nhân vương mà lúc này phong thái càng thêm uy nghiêm hơn. Thậm chí mỗi bước chân của anh ta đều vang lên tiếng sấm sét ầm ầm. Nhìn thấy sự thay đổi của Long Hình và Long Nguyệt, Ngụy Ngưng Nhi cũng không khỏi ngây người. Hai người, đã đột phá rồi sao? Ngụy Ngưng Nhi cảm thấy rất ngạc nhiên và sốc, chắc chắn cô ta không nhìn lầm, khí tức trên người họ là khí tức riêng biệt của bán bộ nhân vương. Nhưng mới vừa qua được bao lâu chứ? Hai ngày, nói chính xác hơn cũng chỉ có 30 mấy tiếng mà thôi. Lúc cô ta gặp hai người này vào buổi chiều một ngày trước, họ vẫn còn ở cảnh giới thiên thần 4 sao. 30 mấy tiếng đã đột phá cảnh giới bán bộ nhân vương. Dù là nhà họ Ngụy cô ta dốc hết sức lực cũng không làm được. Nếu không phải Long Nguyệt và Long Hình đang đứng trước mặt mình thì có thế nào cô ta cũng không tin. Với tuổi tác của Long Nguyệt và Long Hình, dù nhà họ Ngụy muốn giúp họ đột phá ít nhất cũng phải mất 3 năm. Nhưng họ chỉ mất có 30 mấy tiếng đồng hồ. Nhưng dù sao Ngụy Ngưng Nhi cũng là người từng trải. Chỉ hơi ngạc nhiên vài giây chẳng mấy chốc đã bình tĩnh lại. Hơn nữa hai ngày nay nhà họ Ngụy vẫn đang tìm người đột phá ở thánh vực đó, bây giờ e là không cần tìm nữa, chính là Long Nguyệt và Long Hình rồi. Nhà họ Ngụy có thể cho chúng tôi cái gì? Long Hình không khách sáo cúi đầu nhìn Ngụy Ngưng Nhi hỏi. Ngụy Ngưng Nhi bối rối cười nói, không ngờ anh Tiêu còn có bản lĩnh như thế, nhưng cũng chỉ là bán bộ nhân vương mà thôi, nếu đến nhà họ Ngụy, 10 năm. Trong vòng 10 năm, hai người các anh chắc chắn có thể đạt đến cảnh giới nhân vương. Chỉ bán bộ nhân vương đúng là không đáng là gì. Ngụy Ngưng Nhi lắc ngón tay với Tiêu Chính Văn. Với nhà họ Ngụy, bán bộ nhân vương quả đúng không là gì cả, có thể một tạp vụ cũng có thực lực của bán bộ nhân vương. 10 năm, lâu quá, Long Hình cười khẩy, cả người lập tức toát ra khí thế mạnh mẽ. Một luồng khí thế cực mạnh bao trùm lấy cả quán cà phê. Hả, Ngụy Ngưng Nhi không khỏi hoảng sợ trợn trừng hai mắt, ngây ngốc nhìn Long Hình và Long Nguyệt. Cho đến lúc này cô ta mới nhận ra Long Hình và Long Nguyệt không chỉ đạt đến bán bộ nhân vương, mà hai người còn đạt đến trạng thái đỉnh cao của cảnh giới bán bộ nhân vương. Nói cách khác chỉ còn một bước nữa thôi họ có thể đạt đến cảnh giới nhân vương. 30 mấy tiếng trước đó, họ vẫn chỉ là cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao mà thôi. Chỉ thoáng chốc đã chỉ còn cách cảnh giới thiên vương mấy mm.
Điều này quả thật vượt qua nhận thức của Ngụy Ngưng Nhi. Tuyệt đối không thể nào, dù là Thiên Huyền tự mình ra tay cũng không thể làm được. Cô Ngụy, chúng tôi không muốn vất vả chờ thêm mấy chục năm nữa ở nhà họ Ngụy. Long Nguyệt chế nhạo phản bác. Hơn nữa chúng tôi cũng không có hứng thú với tài nguyên gì đó của nhà họ Ngụy, Long Vương chính là tài nguyên tốt nhất của tất cả những người ở Điện Thần Long chúng tôi. Long Hình cười khẩy nói. Ngụy Ngưng Nhi lạnh lùng liếc nhìn Long Hình, sắc mặt cũng dần trở nên khó coi, sau đó nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn với vẻ mặt phức tạp một lúc, sau đó đứng dậy vung tay áo bước đi. Cô ta nhất định phải báo chuyện này cho Ngụy Quốc Đào càng sớm càng tốt, người đã đột phá ở Thánh Vực chính là Long Hình và Long Nguyệt. Cho dù nhà họ Ngụy có xử lý hai người này như thế nào thì cô ta cũng nhất định phải khiến cho tên Tiêu Chính Văn ngạo mạn này phải trả một cái giá mà anh ta không thể chịu đựng được. Nhìn bóng lưng của Ngụy Ngưng Nhi, Long Hình và Long Nguyệt hiểu ý bật cười, sau đó hai người tới trước mặt Tiêu Chính Văn, cung kính chào kiểu nhà binh, Long Vương, nhiệm vụ đã hoàn thành. Nói rồi, trên mặt của hai người đều lộ ra nụ cười vui vẻ. Thật ra ngay cả hai người họ cũng không ngờ rằng sau khi đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương, hai người thực sự đạt thẳng tới trạng thái đỉnh cao của cảnh giới bán bộ nhân vương. Chỉ thiếu chút nữa đã có thể đạt đến cảnh giới nhân vương. Có vẻ như trận pháp và tâm pháp mà Tiêu Chính Văn truyền cho họ mới là môn pháp tối cao. Trước cảnh giới thiên thần có thể còn không nhận ra sự chênh lệch nào, nhưng kể từ cảnh giới bán bộ nhân vương, gần như chỉ cần đột phá cảnh giới thì có thể đạt tới trạng thái đỉnh cao. Điều này cũng có nghĩa là trong tương lai, Điện Thần Long sẽ có hàng nghìn cường giả cảnh giới nhân vương. Trong giới thế tục, đây phải là một thế lực mạnh mẽ như thế nào? Đừng nói đến Âu Lục, Mỹ Lục. Cho dù cả thế giới hợp lại cũng không phải là đối thủ của Hoa Quốc. Ngay cả hai người họ cũng chưa từng vọng tưởng bản thân sẽ có ngày này. Nhân vương đã từng là cảnh giới cao không thể với tới. Trước đây, cho dù là cảnh giới thiên thần cũng đã có thể chỉ huy một lục địa. Mà giờ đây, họ chỉ còn cách cảnh giới nhân vương một chút. Tiêu Chính Văn mỉm cười ngẩng đầu nhìn hai người Long Nguyệt, nhìn thấy mắt họ sáng ngời, bật cười, vừa mới đột phá đã muốn thử khả năng rồi à. Long Hình bật cười ha ha, tiến đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói, Long Vương, thành thật mà nói, cả đời này tôi chưa từng nghĩ sẽ có thể đạt đến trình độ như bây giờ. Cảm giác sức mạnh này tràn đầy cơ thể này thật sự là điều trước đây tôi thậm chí không dám nghĩ đến. Ngay sau đó, Long Hình không khỏi tò mò nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trước đó anh ta còn tưởng rằng bởi vì cảnh giới quá thấp, cho nên nhìn Tiêu Chính Văn trước mặt họ mới giống như người thường. Nhưng bây giờ... Anh ta đã là bán bộ nhân vương, nhưng sau khi nhìn Tiêu Chính Văn, anh ta vẫn cảm thấy anh chỉ là một người bình thường. Nếu không phải có đôi mắt kiên quyết kia, Long Hình thậm chí sẽ thật sự cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường. Có chuyện gì vậy? Tiêu Chính Văn quay đầu lại nhìn Long Hình hỏi. Long Vương, tại sao anh lại giống người thường trong mắt chúng tôi vậy? Long Hình hỏi thẳng ra những nghi ngờ trong lòng. Tiêu Chính Văn cười nói, trở lại nguyên trạng. Chờ khi cậu có thể lĩnh ngộ được đạo lý đất trời, cậu cũng có thể làm được giống như tôi. Về phần nâng cao cảnh giới, thực ra không chỉ cần dựa vào lực chiến đấu, mà còn cần dựa vào tâm tính. Nói rồi, Tiêu Chính Văn chỉ vào vị trí của trái tim của mình. Thật ra sau khi Tiêu Chính Văn trở về từ Vi Hào, anh đã có cảm ngộ mới. Chân khí quả thật chính là phần quan trọng nhất của thế giới này, nhưng khí chân cũng không phải là toàn bộ thế giới này. Vào thời điểm phá vỡ hộ quốc đại trận của Vi Hào, với sự bện xoắn của thời gian và không gian, Tiêu Chính Văn dường như đã nhìn ra một chút manh mối. Lúc đó chân khí trong người Tiêu Chính Văn đã vô cùng dồi dào. Nếu muốn, anh hoàn toàn có thể đột phá lần nữa, nhưng Tiêu Chính Văn lại đè nén sự kích động muốn đột phá này. Cảnh giới phải phù hợp với tâm tính, đột phá như vậy mới thực sự xứng đáng với tên gọi của nó. Bằng không. Dù cho có lực chiến đấu của cảnh giới nhưng không có tâm tính và ngộ tính phù hợp thì cũng đồng nghĩa với việc sức mạnh ấy không có đất dụng võ. Đi thôi, chúng ta đi tới rừng cây phía trước, Tiêu Chính Văn nói, chỉ vào một khu rừng rậm ở phía xa. Ngay sau đó, đám người Tiêu Chính Văn đã xuất hiện trong rừng. Bây giờ, tôi chính là đối thủ của hai người cùng nhau lên. Tiêu Chính Văn nói rồi, chắp một tay sau lưng, vừa dứt lời. Hai người Long Nguyệt không khỏi sửng sốt một chút, chẳng lẽ Tiêu Chính Văn lại muốn dùng một tay khiêu chiến hai người họ. Tuy rằng thực lực của Tiêu Chính Văn rõ rành rành,
nhưng lúc này, Tiêu Chính Văn đã áp chế cảnh giới của mình xuống cảnh giới thiên thần cấp 3 sao. Nói cách khác, cảnh giới hiện giờ của hai người họ cao hơn Tiêu Chính Văn 2 bậc. Lúc này, bọn họ cũng có cảm giác đủ để bóp chết Tiêu Chính Văn. Khó trách những người của năm đại danh sơn kia, dù biết danh tiếng lẫy lừng của Tiêu Chính Văn vẫn hết người này đến người khác tới khiêu chiến. Kỳ thực đây hoàn toàn là tự tin vào thực lực của chính mình, không phải là không biết sống chết. Long Vương, chúng tôi sẽ không nương tay. Long Hình nói rồi bắt đầu bày thế. Hai người cùng nhau lên đi. Tiêu Chính Văn nói, liếc nhìn Long Nguyệt vẫn đang đứng bên cạnh anh ta. Long Vương, vậy anh phải cẩn thận rồi. Trong khi nói, Long Nguyệt co người bật lên, thân pháp vô cùng kỳ lạ, tốc độ nhanh đến mức khiến mắt thường khó nhìn thấy. Ngay khi cô ấy rút từ sau lưng ra một chuỗi hư ảnh dài, Tiêu Chính Văn cũng bắt đầu chuyển động theo. Long Hình ở một bên cũng nhún người nhảy lên, một đường đạp xuống đỉnh đầu của Tiêu Chính Văn. Trong nháy mắt, Long Hình và Long Nguyệt gần như phong tỏa toàn bộ đường sống của Tiêu Chính Văn, bước tiếp theo sẽ là dứt khoát bóp chết Tiêu Chính Văn. Hai người nghĩ chỉ như vậy đã có thể thắng được rồi sao? Còn xa lắm, nếu mà lúc thật sự đối đầu hai cô cậu đã chết nhiều lần rồi. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, phất tay một cái, một quầng sáng màu vàng hiện lên, chặn lại một cước từ trên cao của Long Hình, đồng thời, anh cũng không lùi mà tiến lên, một ngón tay lộ ra ngoài. Vù, một luồng khí kình vô hình bay thăng tới cổ họng Long Nguyệt. Long Nguyệt bất giác trùng xuống. Cô ấy đã từng xem Tiêu Chính Văn sử dụng chiêu này không biết bao nhiêu lần. Khác ở chỗ, trước giờ Tiêu Chính Văn đều phóng ra con dao quân đội năm cạnh, tưởng chừng đơn giản không khoa trương như vậy, nhưng lại là một cách tăm tối kinh thiên động địa. Trong mắt cô ấy, dường như có vô số luồng khí kình đang bay về phía mình, gần như tràn ngập đất trời không có một tia sơ hở nào đáng nói. Nếu Tiêu Chính Văn sử dụng con dao quân đội năm cạnh, cô ấy giờ đã là một thi thể. Bên kia, Long Hình cũng bị quầng sáng vàng bao vây, cho dù anh ta có làm gì đi nữa, cũng không thể phá tan quầng sáng này được. Trong trường hợp này, Tiêu Chính Văn không cần phải làm gì cả mà Long Hình đã bị vây chết trong quầng sáng này rồi. Chênh lệch quá lớn, hai bên hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Mặc dù thực lực và cảnh giới của hai người đều ở trên Tiêu Chính Văn, nhưng công kích của họ đã bị Tiêu Chính Văn dễ dàng hóa giải, thậm chí còn không tốn chút lực đánh trả nào. Đến bây giờ, cuối cùng họ hiểu được tại sao trước đây Tiêu Chính Văn lại dám khiêu chiến với cao thủ bán bộ nhân vương mặc dù bản thân chỉ mới ở cảnh giới thiên thần. Là bởi vì sự lý giải về trận pháp và chiêu thức hoàn toàn không cùng một trình độ. Nó giống như một người có trình độ đại học và một người mới chỉ học tiểu học cùng giải một bài toán, mà nguyên tắc trong đó đều như nhau. Nhưng cách giải của hai người họ hoàn toàn không giống nhau. Trận pháp có thể giết, có thể vây, có thể chặn cũng có thể giấu đi tàng hình. Chỉ cần ra tay nhất định phải tranh thủ thời gian. Chỉ phong bế đường sống của đối thủ là chưa đủ, bởi vì cô cậu hoàn toàn không thể phán đoán được đối thủ có còn chiêu bài nào khác hay không. Nếu đối thủ thực sự còn chiêu khác thì cô cậu vĩnh viễn không có cơ hội trở mình. Tiêu Chính Văn lập tức phất tay, quầng sáng vàng tiêu tán, Long Hình ngã thẳng xuống đất. Chúng tôi hiểu rồi, mãi cho đến một giờ sau, Long Nguyệt và Long Hình mới lau mồ hôi trên trán, gật đầu liên tục với Tiêu Chính Văn. Sau trận đấu với Tiêu Chính Văn, cả hai đều đã cải thiện đáng kể kỹ năng và kinh nghiệm chiến đấu của mình. Thực ra, bất kể cảnh giới nào, kỹ năng và kinh nghiệm đều rất quan trọng. Chỉ khi 100% vận dụng được thực lực của bản thân vào trong chiến đấu thực tế mới là đột phá cảnh giới thật sự. Những điều tôi vừa nói hai người cứ từ từ tiêu hóa, nói không chừng không bao lâu nữa sẽ phát huy công dụng. Tiêu Chính Văn nhẹ nhàng nói. Như những gì Ngụy Ngưng Nhi nói, dù gì Tiêu Chính Văn cũng chỉ có một mình, mà sức lực của một người thì luôn có giới hạn. Tiêu Chính Văn không thể truyền lại kinh nghiệm của mình cho từng người trong Điện Thần Long được. Cũng chỉ có thể thông qua cách này, khiến Long Hình, Long Nguyệt và Long Ngao thay thế anh, nâng cao sức mạnh chiến đấu cho Điện Thần Long. Có sự hướng dẫn của Tiêu Chính Văn, tốc độ phát triển của hai người họ gần như được tính bằng giây. Thực ra, cái danh thế tử cũng không đáng sợ như anh nghĩ. Sau lưng bọn họ có gia tộc, có tài nguyên, nhưng khi ra chiến trường, chẳng ai so bì những thứ đó với bọn họ cả. Khả năng chiến đấu mới là thực lực thật sự. Thực ra, điểm khác nhau giữa các cậu và đám thế tử kia không phải là thực lực, mà là kinh nghiệm. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Cái gì?
Long Hình và Long Nguyệt sững sờ, lời này của Tiêu Chính Văn rõ ràng là có ẩn ý. Long Vương, ý của anh là chúng tôi có thể đánh bại Thế Tử. Long Nguyệt không tin vào tai mình. Thế Tử có địa vị cao cả. Chưa nói đến những người khác, chỉ riêng Lý Chính Đạo cũng đủ khiến họ phải ngước nhìn. Không chỉ thực lực và cảnh giới thâm hậu, chỉ riêng uy lực tỏa ra từ cụ ta cũng đủ khiến người ta phải khiếp sợ. Không chỉ đánh bại Thế Tử, mà ngay cả vận khí Âu Lục, hai người cũng phải giành lấy. Tiêu Chính Văn dường như đang nói về một điều rất bình thường. Nhưng đối với Long Nguyệt và Long Hình, chuyện này giống như mơ tưởng hão huyền. Bảo bọn họ vượt qua vòng vây của đám Thế Tử, đoạt lấy vận khí của Âu Lục sao? Chuyện này sao có thể? Bây giờ, hai người bọn họ mới chỉ đạt cảnh giới bán bộ nhân vương, thậm chí còn chưa lên nổi nhân vương. Long Vương, ý của anh là chúng tôi đấu với đám Thế Tử đó sao? Tuy Long Hình đã chuẩn bị tâm lý, nhưng trên trán vẫn lấm tấm mồ hôi lạnh. Đúng vậy, nếu không tại sao lại giữ cậu lại chứ? Lúc chúng ta ở Bắc Lương, chẳng phải cậu cũng giết chiến thần ba sao với cảnh giới chuẩn chiến thần sao? Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Chuyện này, đúng là như vậy, nhưng lúc đó còn có vài chiêu thức đánh lén. Long Nguyệt lúng túng nói. Đánh lén, hai người cho rằng trên cảnh giới chiến thần còn tồn tại đánh lén sao? Lời nói của Tiêu Chính Văn khiến hai người họ lập tức chết lặng. Đúng vậy, bọn họ đều từng bước từ cảnh giới chiến thần đi lên. Ngay cả cảnh giới chuẩn chiến thần một sao cũng có khả năng nghe và nhận thức vô cùng nhạy bén, trong bán kính 100 mét, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể thoát khỏi tai mắt của cường giả cảnh giới chiến thần. Lúc bọn họ ở Bắc Lương, đó không phải là một trận đánh lén mà là dùng sức mạnh thật sự. Nhưng lúc đó, nếu không phải Tiêu Chính Văn nói với bọn họ đó là đánh lén thì bọn họ sẽ không có tự tin để sống sót trở về, huống chi là giết đối phương. Đúng vậy. Bắt đầu từ cảnh giới chiến thần đã không tồn tại đánh lén rồi, lúc đó chỉ vì nghĩ rằng chúng ta nhất định phải thắng, mang theo tâm lý đánh lén đối phương, cho rằng đối phương nhất định phải chết, cho nên mới, Long Hình vừa nói vừa lộ ra vẻ kinh ngạc, lẽ nào đây chính là tâm tính Long Vương vừa nói. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, đúng vậy, đây chính là tâm tính. Tại sao Thế Tử lại có thể mạnh đến vậy? Đó là vì tâm trí bọn họ vững vàng. Sự vững vàng của bọn họ không đến từ thực lực. Mà là do gia tộc ban cho họ nguồn lực mạnh mẽ và vô số trận pháp bí mật, đem lại cho bọn họ sự tự tin mạnh mẽ vô song. Vì vậy, khi bọn họ ra tay, giống như đang diễn tập bình thường vậy, vô cùng dễ dàng, hơn nữa sự biến hóa của chiêu thức cũng vô cùng nhanh nhạy, vì vậy bọn họ mới có thể bất khả chiến bại. Chúng tôi hiểu rồi, khuôn mặt Long Nguyệt và Long Hình đều lộ ra vẻ phấn khích. Bây giờ, Tiêu Chính Văn đã cho bọn họ cơ hội thách đấu với Thế Tử. Giống như khi bọn họ vừa đột phá cảnh giới chiến thần, anh cũng để bọn họ giết ba vị cường giả cảnh giới chiến thần ba sao. Yên tâm đi, đến thời khắc mấu chốt, tôi cũng sẽ giúp hai người, nhưng là trường hợp vạn bất đắc dĩ, nếu không tôi sẽ không ra tay giúp hai người đâu. Tiêu Chính Văn nghiêm nghị nói. Long Nguyệt và Long Hình nhìn nhau rồi gật đầu. Lúc này, Ngụy Ngưng Nhi đã trở về nhà họ Ngụy. Vừa vào cửa, Ngụy Ngưng Nhi đã đi thẳng ra nhà sau. Đến trước mặt Ngụy Quốc Đào nói, bố, con phát hiện ra một chuyện lớn. Ngụy Ngưng Nhi kể lại hết chuyện Long Nguyệt và Long Hình đột phá. Nghe Ngụy Ngưng Nhi kể xong, Ngụy Quốc Đào nhíu mày càng chặt hơn. Bố, con sẽ dẫn người đi bắt ba người bọn họ về hỏi tội. Không phải Ngụy Ngưng Nhi sợ Tiêu Chính Văn mà là do lúc đó Thiên Huyền không ở bên cạnh cô ta. Đừng thấy cô ta bình thường vô cùng kiêu ngạo mà lầm. Đó không có nghĩa cô ta là loại con cháu nhà giàu có không có đầu óc trong thế tục. Trong tình huống không có cao thủ ra mặt, tuyệt đối không được chọc tức Tiêu Chính Văn, bởi vì nếu xảy ra nguy hiểm nào đó thì sẽ mang lại rắc rối cho nhà họ Ngụy. Thật hồ đồ, Ngụy Quốc Đào vội vàng ngăn Ngụy Ngưng Nhi lại, con suýt nữa bị bọn họ lừa rồi. Cái gì? Ngụy Ngưng Nhi nhìn Ngụy Quốc Đào với vẻ không hiểu, bố, con đã làm gì sai sao? Chẳng phải bố vẫn luôn tìm người đột phá trong thánh vực sao? Con thật sự cho rằng một người không có lai lịch gì, cũng không có gia tộc chống lưng, mà có thể khiến hai người cùng đột phá lên cảnh giới bán bộ nhân vương sao? Trong thánh vực, bán bộ nhân vương quả thực không là gì, nhưng từ cảnh giới thiên thần lên cảnh giới bán bộ nhân vương chính là thay da đổi thịt. Ngay cả nhà họ Ngụy chúng ta cũng không có năng lực khiến hai người thay da đổi thịt trong vòng 30 tiếng. Nói đến đây, Ngụy Quốc Đào thầm tỏ ý nguy hiểm.
Cũng may là Ngụy Ngưng Nhi không hề bốc đồng, nếu không hai bố con bọn họ có sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Bố, ý của bố là, lai lịch của hai người đó không tầm thường, nói cách khác, lai lịch của Tiêu Chính Văn cũng không tầm thường. Trong số bọn họ nhất định có người là thế tử, hoặc là người được năm đại danh sơn âm thầm bồi dưỡng. Ngụy Quốc Đào nghiêm túc nói. Cái gì? Ngụy Ngưng Nhi vô cùng kinh ngạc khi nghe những lời này. Nhưng ngay sau đó, Ngụy Ngưng Nhi đã nghĩ ra được điểm mấu chốt trong chuyện này. Nếu đối phương không có lai lịch lớn mạnh thì sao có thể phá vỡ quy định ngàn năm chứ? Ngay cả thiên hoành cũng không thể khiến hai cường giả cảnh giới thiên thần cùng đột phá trong vòng 30 tiếng. Chẳng trách, đám người Tiêu Chính Văn lại không chịu gia nhập nhà họ Ngụy. Ý của bố là Tiêu Chính Văn là thế tử. Ngụy Ngưng Nhi khẽ cau mày. Không, cậu ta không phải thế tử. Còn phải biết người đột phá là Long Nguyệt và Long Hình, đây có lẽ là mật danh của họ, còn tên thật, chúng ta không hề biết. Nói không chừng, bọn họ là thế tử của thế gia lớn nào đó ở Hoa Quốc. Nếu thật thì Tiêu Chính Văn đúng là may mắn thật. Ngụy Quốc Đào nghiến răng, nắm chặt tay nói. Ngụy Ngưng Nhi hừ một tiếng, vừa rồi cô ta còn tưởng Tiêu Chính Văn là nhân vật lớn nào đó, nhưng hóa ra cũng chỉ là cáo mượn oai hùm mà thôi. Nếu đã vậy thì tại sao chúng ta không loại bỏ Tiêu Chính Văn, sau đó, cố gắng lôi kéo, Ngụy Quốc Đào vội vàng xua tay nói, không được, nếu hai người bọn họ thật sự là thế tử thì nhất định phải có mục đích nào đó mới ở bên cạnh Tiêu Chính Văn. Trước mắt, chúng ta nên yên tĩnh quan sát, nên lôi kéo thì sẽ lôi kéo, nhưng không nên quá kích động, cũng không nên động đến giới hạn của đối phương. Có thể đại diện nhà họ Ngụy ở Thánh Vực, khí chất và tâm tính của Ngụy Quốc Đào sao người thường có thể sánh được. Bố, chúng ta không loại bỏ Tiêu Chính Văn thì sao có thể thu phục được hai người kia chứ? Ngụy Ngưng Nhi khó hiểu hỏi. Dù sao lần trò chuyện này cũng không mấy vui vẻ, thậm chí hai bên còn suýt nữa đánh nhau. Không sao, dù sao tên Tiêu Chính Văn đó cũng chỉ là vệ sĩ của hai vị thế tử kia mà thôi, đắc tội cũng chẳng sao cả, ai thèm để ý đến cảm nhận của một tên cấp dưới chứ? Đến lúc đó, bố sẽ tìm cách cho họ một đường lui. Thậm chí bố cũng có thể đích thân đi mời bọn họ đến nhà họ Ngụy chúng ta làm khách. Ngụy Quốc Đào xua tay, nhìn Ngụy Ngưng Nhi. Lúc này Tiêu Chính Văn đã dẫn Long Nguyệt và Long Hình quay về khách sạn. Không lâu sau, Long Hình và Long Nguyệt gõ cửa phòng Tiêu Chính Văn. Sau khi mở cửa ra, Tiêu Chính Văn hơi sửng sốt. Vì ngoài Long Hình và Long Nguyệt còn một người quen nữa. Chính là thế tử nhà họ Lý, Lý Chính Đạo. Có thế nào Tiêu Chính Văn cũng không ngờ Lý Chính Đạo lại đến đây, hơn nữa còn tìm được Thánh Vực. Cậu Tiêu, rất bất ngờ sao? Lý Chính Đạo nhìn vẻ mặt của Tiêu Chính Văn mỉm cười hỏi. Đúng thế, tôi và nhà họ Lý đã không có quan hệ gì, ông Lý đến đây là vì chuyện gì thế? Nói rồi Tiêu Chính Văn mời Lý Chính Đạo vào phòng. Từ đầu đến giờ nhà họ Lý chưa từng có gì bất hòa với Tiêu Chính Văn hoặc giới chính trị Hoa Quốc. Thậm chí nhiều lúc nhà họ Lý vẫn rất chủ động bảo vệ lợi ích của giới chính trị, thế nên hai bên là mối quan hệ không thù không bạn. Nếu Lý Chính Đạo đã đường xa tìm đến Thánh Vực thì dĩ nhiên Tiêu Chính Văn cũng không từ chối người ta. Huống gì khi Tiêu Chính Văn đánh nhau với Kiếm Tiên Thiên Sơn, Lý Chính Đạo còn công khai ra mặt khuyên Kiếm Tiên Thiên Sơn. Mặc dù Lý Chính Đạo không nói rõ nhưng ai cũng có thể hiểu Lý Chính Đạo vẫn đứng về phía Tiêu Chính Văn. Dù lúc đó nhà họ Lý không giúp gì cho Tiêu Chính Văn, nhưng anh vẫn nhận lấy tấm lòng này. Sau khi ngồi xuống, Tiêu Chính Văn bảo Long Hình rót trà cho Lý Chính Đạo. Ông Lý đường xa đến Thánh Vực chắc không phải để nói chuyện phiếm với tôi nhỉ? Tiêu Chính Văn đi thẳng vào vấn đề hỏi. Dĩ nhiên nhà họ Lý chúng tôi có mối quan hệ với vài gia tộc ở Thánh Vực, các gia tộc ngoài lãnh thổ đều rất quan tâm đến lần tranh đoạt khí vận của Âu Lục này. Tôi cũng mới nghe nói cậu Tiêu cũng đến Thánh Vực cách đây không lâu nên mới đến, mong cậu Tiêu có thể giúp đỡ thế tử Hoa Quốc. Lý Chính Đạo cũng không có ý che giấu, nói rõ mục đích của mình. Cụ ta không giống với thế tử lẻn vào trong Thánh Vực. Trong thế tục, tận mắt chứng kiến thực lực của Tiêu Chính Văn, nếu người như Tiêu Chính Văn ra tay thì Hoa Quốc chắc chắn sẽ thắng. Ngay cả bản thân Lý Chính Đạo cũng tin vào điều này. Mặc dù thứ sắp xuất hiện ở thế giới trong Thánh Vực là khí vận Âu Lục, nhưng khí vận không có quốc tế, ai tranh đoạt được thì là của người đó. Hơn nữa khống chế khí vận Âu Lục cũng có lợi với Hoa Quốc.
vì quốc vận Hoa Quốc đang hưng thịnh, thêm vào khí vận của Âu Lục thì tương lai cho dù tình hình có thay đổi thế nào, Hoa Quốc cũng đứng ở nơi bất bại. Ồ, giúp thế tử Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn đặt tách trà xuống nhìn Lý Chính Đạo. Không giấu gì cậu, nhà họ Chu và nhà họ Khổng đã tìm đến nhà họ Lý chúng tôi, họ mong bọn tôi có thể giúp thế tử hai người họ giành chiến thắng trong trận tranh đoạt này. Nhà họ Chu thì tôi không cần nói nhiều, cậu Tiêu hẳn cũng đã nghe nói, nhà họ Khổng là thế hệ sau của Khổng Thánh Nhân, từ 15 năm trước đã quay về thế tục, hơn nữa còn ở trong thánh vực. Nói rồi Lý Chính Đạo chỉ vào đất dưới chân. Vừa giúp nhà họ Chu vừa giúp nhà họ Khổng, nhưng khí vận của Âu Lục chỉ có một phần, không thể để hai người họ chia nhau nhỉ. Tiêu Chính Văn nửa đùa nửa thật nói. Không, dĩ nhiên là không thể. Nhưng khí vận này chỉ cần được thế tử Hoa Quốc có được đã đủ rồi. Hơn nữa nhà họ Chu và nhà họ Khổng ngoài mặt thì nghe theo thiên đạo minh ước nhưng thật ra đều bằng mặt không bằng lòng. Trong lòng mỗi người chúng ta mãi mãi hướng về Hoa Quốc, thế nên giúp họ cũng như giúp người của chúng ta. Lý Chính Đạo lại giải thích. Vậy Theodore thì sao? Tiêu Chính Văn vô thức hỏi. Lâu đài Vexai dĩ nhiên là tay sai trung thành của thiên đạo minh ước. Thiên đạo minh ước luôn hướng tới năm trái tim rồng còn sót lại ở Hoa Quốc. Nhưng bí mật của Long tộc hẳn chỉ thuộc về Hoa Quốc, thế nên lập trường của hai bên khác nhau. Lý Chính Đạo giải thích. Năm đó thiên đạo minh ước bảo rất nhiều cao thủ ngoài lãnh thổ quay về thế tục muốn quét sạch Hoa Quốc ra khỏi trái đất, mục đích thật sự của chúng là tìm tim rồng. Lúc đó mặc dù các gia tộc của Hoa Quốc như nhà họ Lý, nhà họ Chu, nhà họ Khổng đều phản đối nhưng vì e ngại sức mạnh của thiên đạo minh ước nên chỉ lựa chọn im lặng. Chỉ có Tiểu Thái Tông nhà họ Quý vào trụ sở thiên đạo minh ước, nhưng kết quả đã không cần nói cũng biết. Cậu Tiêu, lần này cậu đích thân đến thánh vực không phải cũng có dự định gì sao? Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu Lý Chính Đạo. Tại sao Tiêu Chính Văn lại vô cớ chạy đến thánh vực? Ngộ nhớ cậu ta cũng đến vì để tranh đoạt khí vận Âu Lục. Vậy thì vô hình chung thế tử nhà họ Chu và nhà họ Khổng có thêm một kẻ thù nữa rồi. Tôi không có hứng thú với mấy thứ như khí vận đó. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Nghe Tiêu Chính Văn nói thế, Lý Chính Đạo thầm thở phào. Thật ra bản thân Tiêu Chính Văn đã không có hứng thú với khí vận gì đó, với cảnh giới hiện giờ của anh, khí vận cũng chẳng giúp ích gì cho anh cả. Hơn nữa Tiêu Chính Văn đã có ba quả tim rồng và thiên sơn thư lục. Khí vận đã không có ý nghĩa gì với anh nữa. Thêm vào đó dù là khí vận của nước nào thì có thể mạnh hơn quốc vận của Hoa Quốc sao? Ngược lại Long Nguyệt và Long Hình, hoặc nên nói là Điện Thần Long đang cấp thiết cần khí vận để tăng sức mạnh. Nhưng Lý Chính Đạo không hề nhắc đến chuyện này, dĩ nhiên Tiêu Chính Văn cũng không cần nói quá nhiều với cụ ta. Nếu cậu Tiêu đã không có ý tranh đoạt thì mọi người đều là bạn, tôi đến hơi vội vẫn chưa gặp thế tử nhà họ Chu và thế tử Khổng. Tối nay bọn tôi tổ chức một bữa tiệc, một mặt là giới thiệu cho mọi người làm quen, mặt khác thương lượng làm sao để cùng nhau chống lại kẻ địch mạnh khác, cậu Tiêu có thể đến không? Lý Chính Đạo thành ý mời anh. Tiêu Chính Văn và đám người Chu Thụy Chân không cùng lý tưởng nên không thể ngồi chung với nhau, nhưng vẫn muốn cho người trung gian Lý Chính Đạo này thể diện. Dù sao nhà họ cũng chưa từng làm chuyện có lỗi với Hoa Quốc. Ông Lý đã nói thế, Tiêu Chính Văn nào dám không nghe. Đến lúc đó chỉ cần ông Lý nói một tiếng, Tiêu Chính Văn sẽ đến. Tiêu Chính Văn lập tức đồng ý. Thấy Tiêu Chính Văn gật đầu, Lý Chính Đạo mới thở phào. Có thể đồng ý chứng tỏ Tiêu Chính Văn không có ý tranh đoạt gì, điều này chắc chắn là tin tức tốt với nhà họ Chu và nhà họ Khổng. Nếu có thể thuận lợi kéo Tiêu Chính Văn về phía họ thì sẽ có thêm nhiều tỷ lệ thắng. Sau khi Lý Chính Đạo tạm biệt Tiêu Chính Văn thì đi thẳng đến trang viên của Chu Thụy Chân. Dù sao người Hoa Quốc có thực lực mạnh nhất ở Thánh Vực là nhà họ Chu. Mặc dù nhà họ Khổng đã vào Thánh Vực được 15 năm nhưng lại phát triển không thuận lợi lắm. Thế nên dù hợp lực với nhau, nhà họ Khổng cũng chỉ có thể làm người đi theo. Hai nhà họ gần như có thể đại diện cho sức chiến đấu mạnh nhất của Hoa Quốc ở trong Thánh Vực. Nếu có thêm Tiêu Chính Văn gia nhập, mặc dù không dám nói có thể càn quét Thánh Vực, nhưng ít nhất không đến nỗi rơi vào thế yếu. Khi Lý Chính Đạo đến, trong sảnh lớn nhà họ Chu có một người đàn ông trung niên đứng đó. Người đàn ông này có vẻ ngoài nghiêm trang, giữa hai hàng lông mày hiện lên mấy phần kiêu ngạo. Người đàn ông trung niên chắp hai tay sau lưng,
mắt nhìn ra ngoài cửa sổ như đang thảo luận gì đó với đám người Chu Thụy Chân. Nhìn bóng lưng người này, Lý Chính Đạo lập tức nhận ra đối phương, thế tử nhà họ Khổng Khổng Tuyên. Là người đại diện của Nho gia đương thời, là một trong những thế tử trọng tâm được nhà họ Khổng bồi dưỡng. Nghe nói người này giành mất vị trí của Khổng Khưu. Hôm nay nhìn thấy thế Lý Chính Đạo không khỏi hơi thất vọng. Nhất là vẻ kiêu ngạo của người này khiến người khác cảm thấy không thoải mái. Sau một lúc do dự, Lý Chính Đạo mới đẩy cửa bước vào. Cậu Khổng, cậu Chu, ổn cả chứ? Lý Chính Đạo chắp tay nói với hai người. Thấy người đến là Lý Chính Đạo, Khổng Tuyên và Chu Thụy Chân đều đứng dậy, mỉm cười nói, ông Lý, có trận pháp trợ giúp của ông, chúng tôi lại có thêm sức trợ giúp, mau vào trong. Nói rồi mọi người nhường sofa cho Lý Chính Đạo ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, Lý Chính Đạo vội nói, e là hai người đã hiểu lầm rồi, nhà họ Lý tôi trước giờ không quan tâm đến chuyện của Thánh Vực, cũng sẽ không xảy ra tranh chấp với gia tộc ở Âu Lục. Không phải là nhà họ Lý tôi không muốn giúp mà là tổ tiên của nhà họ Lý từng răn dạy, người nhà họ Lý chỉ có thể bảo vệ nước, không được có tâm ý riêng. Nghe nói thế sắc mặt Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên hơi đổi, lộ ra vẻ thất vọng. Nhưng hai vị không cần lo. Tôi đã tìm cho hai vị một trợ thủ đắc lực. Lý Chính Đạo mỉm cười nói. Lý Chính Đạo vừa dứt lời, Chu Thụy Chân cảm thấy hứng thú nói, ồ, ông Lý đã mời đến cao thủ của danh sơn nào tới vậy? Không ngại có thể nói ra được không? Chu Thụy Chân không hổ danh là huyết thống của hoàng tộc, chỉ cần ngồi ở đó cũng đã vô cùng uy nghi, hai ánh mắt kia tạo ra một cảm giác áp bách vô cùng mạnh mẽ. Chỉ là Lý Chính Đạo không quá để ý tới chuyện này. Chỉ là hờ hững nói ra ba chữ Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, mọi người không khỏi nhíu mày, bọn họ đã vào Thánh Vực hơn mười mấy năm trước, ngay cả Chu Thụy Chân, người vào muộn nhất cũng là 5 năm trước. Trong 5 năm qua chưa từng rời khỏi nơi này lần nào nữa. Lúc đó Tiêu Chính Văn mới chỉ ở cảnh giới thiên thần, cảnh giới như vậy này không thể lọt vào mắt của đám người Chu Thụy Chân. Dù sao từ cảnh giới thiên thần đến cảnh giới nhân vương cũng phải trải qua thử thách trong một khoảng thời gian vô cùng dài, ngay cả cảnh giới nhân vương cấp 1 cũng không đáng nhắc tới trước mặt Chu Thụy Chân. Cái tên Tiêu Chính Văn này có lẽ các cậu chưa nghe, nhưng một cái tên khác các cậu nhất định đã nghe tới, vua Bắc Lương Hoa Quốc. Lý Chính Đạo thản nhiên nói, vua Bắc Lương, người đã giết mười mấy cao thủ của thiên đạo minh ước đó sao? Chu Thụy Chân cau mày. Đúng vậy, chính là người này. Lý Chính Đạo gật đầu. E rằng thực lực của người này kém xa. Nếu như ở giới thế tục cảnh giới thiên thần có thể coi là có thực lực nhưng tới thánh vực, nói đến đây, trên mặt Chu Thụy Chân đã có chút khinh thường. Cho dù ở thế tục có xuất sắc như thế nào, khi đến thánh vực cũng chỉ bình thường thôi. Các cậu đây, trước khác nay khác, các cậu phải biết là không lâu trước Tiêu Chính Văn đã giết Kiếm Tiên Thiên Sơn, Hỏa Long Chân Quân cũng chết dưới tay cậu ta. Lý Chính Đạo vội vàng giải thích với hai người họ. Cái gì? Trên mặt Khổng Tuyên bất giác lộ ra vẻ hứng thú hỏi, ý của ông là, người này có được sức mạnh của cảnh giới nhân vương chỉ trong vòng 5 năm. Đúng vậy, tôi cũng có mặt ở hiện trường khi cậu ta giết chết Kiếm Tiên Thiên Sơn, trong trận chiến đó tôi cũng vô cùng kinh ngạc. Giết chết cao thủ cảnh giới nhân vương cấp 1 khi chỉ mới ở cảnh giới thiên thần cấp 4 sao, đây là sức mạnh thế nào chứ? Nghe thấy điều này, Chu Thụy Chân lại nở nụ cười khinh thường. Thiên thần cấp 4 sao giết chết nhân vương quả thật cũng được coi là kinh hãi nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Nhân vương cấp 1 ở thánh vực không đáng coi trọng, thế tục cũng không thể so sánh với nơi này, nhân vương ở giới thế tục chính là sức mạnh đỉnh cao, chính là nóc nhà thiên hạ. Nhưng ở đây, nhân vương cấp 1 ở đây cũng chỉ xứng làm vệ sĩ mà thôi. Chuyện này làm phiền ông Lý rồi, theo tôi thấy, việc này ông Lý cứ lo liệu đi. Chúng tôi đều nghe theo sắp xếp của anh. Chu Thụy Chân sốt ruột xua tay. Ừ, vậy cứ làm như anh Chu nói, gọi cậu ta tới đây, chúng ta gặp mặt. Khổng Tuyên cũng ngạo nghễ nói. Lý Chính Đạo khẽ gật đầu, đứng dậy đi chuẩn bị tiệc tối. Sau khi Lý Chính Đạo rời đi, Khổng Tuyên nhìn Chu Thụy Chân nói, anh Chu, anh nghĩ sao về chuyện này? Nghĩ sao? Chu Thụy Chân lạnh lùng cười một tiếng, còn có thể nghĩ sao chứ? Một tên cảnh giới thiên thần cấp 4 sao còn không bằng con kiến. Ra tay với cậu ta, lãng phí thời gian. Nhưng dù sao ông Lý cũng là có ý tốt, cứ vậy mà làm bẽ mặt ông ta, sau này cũng khó ăn nói với nhà họ.
Cho dù tên Tiêu Chính Văn có sức mạnh của cảnh giới nhân vương thật thì cũng chỉ là tên tép diêu trong thánh vực mà thôi. Khổng Tuyên đồng tình gật đầu, đúng là như vậy, một nhân vật nhỏ bé như Tiêu Chính Văn cũng chỉ có thể dạng danh nơi thế tục nhỏ bé tầm thường mà thôi. Kiểu người tầm thường như cậu ta nhan nhản ở thánh vực cũng như ở vùng ngoài lãnh thổ. Hơn nữa, chuyện năm đó cậu ta giết chết mười mấy cao thủ của Thiên Đạo Minh Ước cũng vô cùng rầm rộ, công khai đắc tội với Thiên Đạo Minh Ước như vậy rồi sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp đâu. Chúng ta nhiều nhất chỉ lợi dụng cậu ra một chút, về phần nhận cậu ta làm tay sai của mình, tôi thấy nên bỏ đi. Chu Thụy Chân nói với vẻ khinh thường. Hắn cho rằng, cho dù có lợi dụng, Tiêu Chính Văn cũng chẳng có giá trị gì đáng nói. Hừ, năm đó chuyện này quả thật đã dấy lên một trận sóng lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Thiên Đạo Minh Ước còn từng muốn phái cao thủ cảnh giới nhân vương đi xử cậu ta. Đáng tiếc, con đường dẫn ra vùng ngoài lãnh địa khi ấy không ổn định, cường giả cảnh giới nhân vương không có cách nào đi ra, như vậy nên cậu ta mới giữ lại được cái mạng chó của mình. Khổng Tuyên gật đầu. Khổng Tuyên đã nghe vài tin đồn vùng bên ngoài lãnh thổ từ lâu, nhưng hắn hoàn toàn không quan tâm để tìm hiểu kỹ mấy chuyện nhỏ này. Người đẹp, cô thấy thế nào? Khổng Tuyên nhìn sang người phụ nữ xinh đẹp đang ngồi trên sofa bên cạnh. Người này là vệ sĩ riêng của Khổng Tuyên và là một trong những bà vợ lẽ của Khổng Tuyên. Người nhà họ Khổng có một sở thích đặc biệt, đi đâu cũng không thể thiếu rượu thịt và người đẹp. Tất cả những điều này là do đời thứ nhất của nhà họ Khổng, Khổng Khưu chịu quá nhiều đau khổ, là một kẻ sống đầu đường xó chợ, khi gặp vua nước Sở thì hoảng loạn như một con chó chết chủ. Vì vậy, trong số các thế gia thời kỳ Tiên Tần thì hậu duệ của nhà họ Khổng vô cùng tự ti. Thậm chí, nhiều thế gia cùng thời còn chế giễu nhà họ Khổng là thần khí diệt quốc. Vì theo sử sách lúc bấy giờ, Khổng Khưu ở nước Lỗ bị diệt vong. Khổng Khưu đi đến nước Vệ. Nước Vệ bị diệt vong. Có thể nói, ông ta đi đường nào đường đó bị tiêu vong, tới nước nào nước đó nhất định bị xóa sổ. Vậy nên lúc nào cũng trong tình trạng quần áo tả tơi. Con cháu của ông ta, để thoát khỏi hình tượng thần khí diệt quốc này mà đi đến đâu cũng phải ăn mặc gọn gàng, phải có mỹ nữ đi cùng, trên bàn ăn phải có rượu có thịt. Dù chỉ nhìn qua rồi lập tức đổ đi cũng nhất định phải đầy đủ. Cậu ta có thể làm gì? Lẽ nào giống thế này sao? Người phụ nữ xinh đẹp vừa dứt lời, một luồng khí tức vô cùng đáng sợ bao trùm lấy cơ thể của một cao nhân vương cấp 1. Nhất thời, toàn bộ phòng khách tràn ngập sát khí, thậm chí nhiệt độ trong phòng cũng giảm đến mức đóng băng. A, đừng, đừng, tôi sai rồi, mong thế tử tha cho tôi cái mạng chó này. Vị cao thủ nhân vương cấp 1 ấy lập tức quỳ xuống. Nhưng sau đó, một tiếng hét thảm vang lên. Vị cao thủ ấy đã hóa thành một bãi máu. Đáng sợ, tàn nhẫn, chỉ là giết một nhân vương mà thôi, có gì đâu mà ghê gớm chứ. Người phụ nữ xinh đẹp dựa sát vào Khổng Tuyên, nũng nịu nói. Lúc này, trong toàn bộ phòng khách, ngoại trừ Chu Thụy Chân ra, không ai dám thở mạnh. Ngay cả ông Đồng cũng theo bản năng liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp ấy. Nhưng ông Lý, đã đi chuẩn bị rồi. Khổng Tuyên có chút khó xử nói. Hừ, một con kiến có thể làm được gì cho chúng ta? Người phụ nữ xinh đẹp lạnh giọng nói. Nhưng chúng ta cũng phải cho nhà họ Lý một chút mặt mũi, ông Lý đại diện cho nhà họ Lý. Con cháu của Tam Nguyên Lý Tịnh, Chu Thụy Chân cũng hơi khó xử. Điều hắn lo lắng không phải là Lý Chính Đạo có vui không, mà là dụng tới thể diện của nhà họ Lý, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hừ, một tên cảnh giới thiên thần cấp 4 sao, cho dù có thiên phú hơn người. Nhiều nhất cũng chỉ có thể là một con kiến hôi cảnh giới nhân vương cấp 1, chênh lệch thân phận địa vị của chúng ta và cậu ta quá lớn. Khổng Tuyên kiên quyết nói. Hừ, ngồi chung bàn cơm với loại người như vậy tôi còn sợ mất mặt. Nhân vương cấp 1, ghê gớm thật đấy, dọa người thật đấy. Người đẹp nói xong liền bật cười khúc khích. Ai nói sẽ ăn tối với cậu ta? Cậu ta xứng ư, vẻ mặt của Chu Thụy Chân vô cùng khó coi, sau khi cân nhắc một lúc. Hắn nói, ngay cả con chó của tôi cũng không chịu ăn chung bàn với cậu ta đâu. Vậy thì, ý của anh Chu là... Khổng Tuyên quay lại nhìn Chu Thụy Chân, như thể đang đợi hắn đưa ra quyết định cuối cùng. Hừ, trở về kêu người bên dưới thu xếp cho cậu ta một công việc dọn dẹp, coi như là cho nhà họ Lý chút mặt mũi, chuyện thể diện cũng xem như là xong, về phần những chuyện khác, hừ, cậu ta không xứng. Chu Thụy Chân lạnh lùng nói.
Nghe Chu Thụy Chân nói xong, Khổng Tuyên cũng liên tục gật đầu, để cậu ta làm việc dọn dẹp bên cạnh anh Chu đã là nâng đỡ cậu ta rồi, nếu không phải nể mặt nhà họ Lý thì đến cả xách giày cho anh Chu, cậu ta cũng không xứng. Chu Thụy Chân nghe vậy cười nhạo, ôi, thôi, vẫn nên bàn bạc một chút làm sao để lôi kéo được Thiên Hành về phía mình. Trong thánh vực, sức mạnh của Thiên Hành vang danh khắp chốn, thực lực rõ như ban ngày. Hơn nữa, sức mạnh của người này chắc chắn phải đứng hàng đầu ở thánh vực. Anh Chu, nghe nói ông đồng với nhà họ Ngụy có chút xích mích, e là chuyện này phải nhờ anh Chu tự mình ra mặt. Tôi nghĩ mọi người đều là người Hoa Quốc, thời khắc mấu chốt, Ngụy Quốc Đào nhất định sẽ nghiêng về phía chúng ta. Khổng Tuyên trầm ngâm nói. Chu Thụy Chân khẽ gật đầu, hắn cũng đã nghe nói về chuyện mấy ngày trước rồi. Có điều hắn cho rằng đó chỉ là xung đột nho nhỏ của mấy tên cấp dưới, hoàn toàn không ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng nếu phải cúi đầu nhận lỗi với một tên binh sĩ nhỏ bé nhà họ Ngụy thì quả thật là mất mặt nhà họ Chu tôi rồi. Chu Thụy Chân vẫn không cam tâm nói. Thật ra Ngụy Quốc Đào chỉ là một nhân vật nhỏ bé không đáng kể của nhà họ Ngụy, chỉ là thời gian của ông ta ở thánh vực khá lâu, lại có Thiên Hành làm hậu thuẫn nên mới có chút tiếng tăm. Nhưng từ trong nội tâm Chu Thụy Chân vẫn xem thường Ngụy Quốc Đào. Anh Chu, chuyện này nên lấy đại cục làm trọng, chúng ta là nể mặt Thiên Hành, nếu chỉ dựa vào một mình Ngụy Quốc Đào thì có quỳ xuống liếm giày cho chúng ta thì cũng không xứng. Với sức mạnh của Thiên Hành, nếu có thể làm việc cho chúng ta thì vận khí lần này của Âu Lục nhất định thuộc về chúng ta, nhưng ngược lại nếu ông ta về phe Theodore thì chúng ta lại thêm một đối thủ mạnh. Khổng Tuyên cố sức thuyết phục. Thật ra Khổng Tuyên cũng không phải thành tâm thành ý muốn giúp đỡ Chu Thụy Chân. Với sự nham hiểm và đê tiện của người nhà họ Khổng, hắn đã nhìn thấu đại cục ở thánh vực từ lâu. Nhà họ Chu và lâu đài Vexai mới là hai thế lực lớn nhất. Nếu nhà họ Khổng tùy tiện xây dựng một phe phái thì ngay lập tức sẽ tiêu tan thành mây khói. Vì vậy, đầu tiên phải giúp cho nhà họ Chu đoạt được vận khí của Âu Lục, sau đó trong bữa tiệc chúc mừng mới hạ độc giết chết Chu Thụy Chân, như vậy có thể chuyển bại thành thắng. Đến lúc đó, nhà họ Chu cũng sẽ không thể lật mặt với nhà họ Khổng vì vận khí Âu Lục được mà chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt. Vì vậy, Khổng Tuyên mớ dốc hết sức hiến kế giúp nhà họ Chu. Chu Thụy Chân khẽ gật đầu. Nếu so về thực lực, Theodoro nhất định là người mạnh nhất trong các thế tử. Mà trong thánh vực, ngoại trừ các thế tử ra Thiên Hành lại là người giỏi nhất, nếu để hai người họ liên kết với nhau thì hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông Đồng, chuyện này vì ông mà ra, tôi thấy ông nên tự mình đi cầu xin Ngụy Quốc Đào đi. Chu Thụy Chân quay đầu nói với ông Đồng. Tôi lập tức lên đường. Ông Đồng đứng dậy hành lễ với Chu Thụy Chân, sau đó định quay người rời khỏi phòng khách. Anh Chu, ông Đồng vừa mới có xung đột với con nhỏ Ngụy Ngưng Nhi, để ông Đồng tới đó, như vậy rất bất tiện, theo tôi thấy hay để Kiều Nhi đi. Nói xong, Khổng Tuyên liếc nhìn người phụ nữ xinh đẹp ở bên cạnh. Ôi, thế tử, lẽ nào anh muốn em tới quyến rũ lão già đó hả? Người phụ nữ xinh đẹp nũng nịu nâng tay đập lên ngực của Khổng Tuyên. Ha ha, người đẹp, anh nào nỡ chứ? Chỉ là để em qua đó mời ông ta đến đây. Một tên tôi tớ nhà họ Ngụy làm sao có thể xứng được với em? Khổng Tuyên nói rồi, hai mắt dâm tà lại dán lên người phụ nữ xinh đẹp tên Kiều Nhi. Nếu không phải đang là ban ngày ban mặt thì e là Khổng Tuyên đã vác súng vào trận rồi. Được thôi, vậy anh phải đợi người ta đấy. Nói rồi, trong không trung liền nổi lên một gợn sóng như sóng nước, sau đó Kiều Nhi liền biến mất. Bù, Chu Thụy Chân nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi cả kinh. Người phụ nữ xinh đẹp này nhìn thì có vẻ yểu điệu nhưng bản lĩnh lại vô cùng đáng sợ. Không ngờ, diễm phúc của anh Khổng cũng không hề nhỏ, cô gái Kiều Nhi này thật có bản lĩnh, có thể sử dụng thành thạo trận pháp bí mật thất truyền hoành độ hư không như vậy. Chu Thụy Chân hơi ghen tị khi nói lời này, dù ông Đồng bên cạnh hắn cũng không có bản lĩnh như thế. Tiêu Chính Văn cũng từng thi triển trận pháp bí mật hoành độ hư không. Loại trận pháp bí mật này không chỉ dựa vào tốc độ mà phải gặp lại được hai điểm trong không gian thành một. Sau đó, với khoảng cách thẳng, trực tiếp xuyên qua không gian. Nếu dùng thủ đoạn này đi ám sát, gần như khó lòng phòng bị được. Mặc dù ông Đồng cũng được gọi là cao thủ số một phủ Đại Minh vùng ngoài lãnh thổ, nhưng so với cô gái tên Kiều Nhi này vẫn có chút thua kém. Nhưng cho dù là vậy, nếu so sánh Kiều Nhi với Thiên Hành lại là một trời một vực. Từ đó có thể thấy, thực lực của Thiên Hành đáng sợ đến thế nào. Chỉ là chút tài mọn,
hoàn toàn không đáng nhắc tới. Miệng Khổng Tuyên thì nói như vậy nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ kiêu ngạo. Nhà họ Chu là hoàng thất một thời, nhưng dù là vậy cũng đâu có diễm phúc như nhà họ Khổng của hắn. Vệ sĩ của hắn, ban ngày có thể ra trận giết địch, buổi tối lại có thể cùng hắn treo đèn đánh trận đêm, đúng là quá phê. Mà ở bên kia, Lý Chính Đạo đã đúng hẹn đến khách sạn, tự mình tới đón Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, buổi tiệc tối này sẽ có không ít đồng đạo từ Hoa Quốc, mọi người làm quen một chút, sau này cũng dễ dàng phối hợp với nhau. Lý Chính Đạo ngồi trong xe, mỉm cười nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn không trả lời lại mà chỉ khẽ gật đầu. Long Nguyệt và Long Hình không đi theo, Tiêu Chính Văn vẫn để hai người họ ở lại trong khách sạn, nhân lúc hiện tại các thế lực lớn còn chưa liên minh với nhau, để cho họ tranh thủ thời gian nâng cao thực lực. Không lâu sau, chiếc xe đã dừng lại ở cửa trang viên nhà họ Chu, mấy người mặc đồ đen tiến lên mở cửa xe, lúc này Lý Chính Đạo mới nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, mời cậu đi theo tôi. Nói xong, Lý Chính Đạo bước xuống xe, dùng tay mời Tiêu Chính Văn. Đến phòng khách. Ở chính giữa phòng đã bày một chiếc bàn tròn. Trên bàn đầy áp sơn hào hải vị, chỉ là cả căn phòng trống trơn, thậm chí còn không có một người hầu. Lý Chính Đạo thấy vậy không khỏi nhíu mày. Trước khi đi, cụ ta đã thông báo cho Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên rồi, bản thân cũng đã đón Tiêu Chính Văn quay lại mà bọn họ vẫn không thấy bóng dáng đâu. Đây nào đâu phải là cái lễ tiếp khách chứ. Nghĩ tới đây, Lý Chính Đạo quay đầu cười khó xử nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu. Anh Chu và anh Khổng nhiều việc, để tôi đi gọi họ một tiếng. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ gật đầu, không để ý sự thất lễ của Chu Thụy Chân. Tìm khắp trang viên cũng không thấy bóng dáng của Chu Thụy Chân đâu, Lý Chính Đạo chỉ có thể tìm ông Đồng. Ông Đồng, thế tử nhà ông đang ở đâu? Cậu Tiêu đã tới rồi. Lý Chính Đạo nóng lòng hỏi. Ông Đồng liếc nhìn đồng hồ treo tường ở phía xa, cười nói với Lý Chính Đạo, thế tử Lý. Thế tử nhà tôi và cậu Khổng đã đi chuẩn bị ít quà, lát nữa sẽ tới. Lý Chính Đạo nghe vậy trong lòng cuối cùng cũng dễ chịu, lúc này mới nói với ông Đồng, báo với thế tử nhà ông, nhanh chóng quay về. Nói xong, Lý Chính Đạo quay về phòng khách. Lý Chính Đạo đi rồi, ông Đồng mới rút điện thoại ra gọi điện cho Chu Thụy Chân. Chuyện gì, Chu Thụy Chân lúc này đang trong biệt uyển nhắm mắt nghỉ ngơi, giọng điệu rất khó chịu. Thế tử. Người họ Tiêu đã đến rồi, ông Đồng nghiêm nghị nói. Người họ Tiêu, để cậu ta chờ đi, còn xem mình là khách quý thật à, nói rồi Chu Thụy Chân cúp máy. Bọn họ cho rằng Tiêu Chính Văn chỉ là một tên tầm thường có cũng được không có cũng được, hơn nữa, bọn họ không định ăn cơm cùng Tiêu Chính Văn. Chỉ cần Ngụy Quốc Đào tới thì có thể mở tiệc, còn về phần Tiêu Chính Văn, chỉ có thể đứng xem họ ăn mà thôi. Chớp mắt. Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo đã ở phòng khách chờ được gần một tiếng. Lý Chính Đạo hít một hơi sâu, phá vỡ sự im lặng, cậu Tiêu, thật ra, đối với Hoa Quốc, vận khí của Âu Lục vô cùng quan trọng. Hơn nữa, chúng ta nắm chắc vận khí Âu Lục trong tay càng có lợi cho tình hình trong tương lai. Tiêu Chính Văn thấy Lý Chính Đạo đang cố tình tìm chuyện để nói, cũng chỉ mỉm cười gật đầu. Ông Lý không cần phải như vậy, chuyện ngày hôm nay không liên quan đến ông Lý. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nói. Chính vào lúc này, ở cửa truyền đến một loạt bước chân. Họ tới rồi, Lý Chính Đạo vội đứng dậy, nhìn ra cửa. Ngay khi Lý Chính Đạo vừa đứng dậy, mười mấy người ngoài cửa đều lần lượt bước vào sảnh lớn, người đi đầu chính là Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên. Lý Chính Đạo bước đến chắp tay với Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên, sau đó chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, hai cậu, vị này là cậu Tiêu Chính Văn. Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên chỉ lướt nhìn Tiêu Chính Văn một cái, không có ý định chào hỏi anh, ánh mắt hiện lên vẻ khinh thường. Vừa đi về phía bàn tròn, sắc mặt Chu Thụy Chân cũng dần trở nên u ám. Vì vài loại hạt trên bàn đã hết, hơn nữa tách trà trên bàn cũng bị ai đó sử dụng qua. Những thứ này đều không phải chuẩn bị cho Tiêu Chính Văn. Dù sao họ hoàn toàn không có ý định ăn cơm cùng với Tiêu Chính Văn. Thậm chí không nghĩ đến việc để Tiêu Chính Văn ngồi vào bàn. Còn hành động của Tiêu Chính Văn lại quá vô lễ, dù sao khách mời được họ chính thức mời vẫn chưa đến. Khách quý thật sự của ngày hôm nay là Ngụy Quốc Đào của nhà họ Ngụy chứ không phải Tiêu Chính Văn. Nếu bị Ngụy Quốc Đào nhìn thấy bộ đồ ăn và thức ăn nước uống trên bàn đã bị người khác động vào, thì sao còn có thể tiếp tục dùng bữa ăn này đây? Cậu Tiêu,
hai vị này là con cháu nhà họ Chu và nhà họ Khổng mà tôi đã nhắc đến với cậu trước đó. Vị bên này là cậu Chu Thủy Chân, còn đây là cậu Khổng Tuyên. Nói rồi Lý Chính Đạo giới thiệu mọi người với nhau. Khổng Tuyên ở bên cạnh lướt nhìn hạt quả trên bàn cười khẩy nói, ông Lý, tôi thấy không cần giới thiệu cho chúng tôi làm quen đâu, sắp bắt đầu tiệc rồi, bảo anh ta ra ngoài đi. Hả, nghe thế Lý Chính Đạo không khỏi sửng sốt, quay đầu lại nhìn Khổng Tuyên nói, cậu Khổng có ý gì? Không có gì, vừa rồi tôi đã bàn bạc với anh Chu rồi, với tài năng của anh Tiêu, đúng lúc anh Chu đang thiếu một chân quét dọn vườn, tôi nghĩ cứ để anh ta làm việc đó đi. Khổng Tuyên không hề khách sáo nói. Dù sao thân phận và địa vị của họ thì nào sẽ để ý một cảnh giới thiên thần như Tiêu Chính Văn. Thậm chí có thể để Tiêu Chính Văn gặp được họ đã là ơn đức lắm rồi. Nếu không phải nể mặt Lý Chính Đạo thì họ sẽ gặp một nhân vật nhỏ bé như Tiêu Chính Văn sao? Vừa nghe hắn nói thế, ngay cả Lý Chính Đạo cũng ngây người, rõ ràng Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên không hề xem Tiêu Chính Văn ra gì. Cậu Khổng, cơm có thể ăn bừa nhưng không thể nói bậy. Lý Chính Đạo không thể giữ nổi sắc mặt bình tĩnh. Chẳng phải Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên đang đâm ngược lại cụ ta một dao sao? Trước đó cụ ta đích thân nói với Tiêu Chính Văn tối nay mời anh đến tham gia tiệc. Kết quả hai người Khổng Tuyên lại đuổi Tiêu Chính Văn ra khỏi đây. Khiến Lý Chính Đạo cạn lời nhất là Khổng Tuyên và Chu Thụy Chân lại bảo Tiêu Chính Văn đi làm tạp vụ. Còn nói lát nữa sẽ cho anh làm việc này. Xem Tiêu Chính Văn thành gì vậy? Nếu không phải mình đã có duyên gặp Tiêu Chính Văn trước đó thì Tiêu Chính Văn không thể đồng ý ra tay giúp đỡ. Kết quả hai người này thì hay rồi, không những xem ý tốt của mình thành trò cười mà còn đắc tội với Tiêu Chính Văn. Ông Lý, thật ra có thể để anh Tiêu ở lại đây cũng là nể mặt ông, nếu không chỉ một cảnh giới thiên thần, à không, nhân vương cấp 1 cũng chẳng có tư cách gặp chúng tôi nữa kìa. Lẽ nào vẫn xem nơi này là thế tục à? Nhân vương cấp 1 trong thánh vực chỉ là tầng đáy thôi, mà đã có tầng đáy thì phải có ý thức của tầng đáy chứ. Chu Thụy Chân lạnh lùng nói. Thật ra lúc nãy Khổng Tuyên đã nói rất thẳng thừng là Tiêu Chính Văn không có tư cách tham gia tiệc, càng không có tư cách ăn cơm cùng đám người họ. Vừa rồi Khổng Tuyên nói cho Tiêu Chính Văn đã là nể mặt lắm rồi. Nể mặt nhà họ Lý tôi. Lý Chính Đạo cảm thấy tức cười bởi câu nói này của Chu Thụy Chân, đè nén cơn giận xuống nói. Nói cách khác, lúc đầu hai cậu hoàn toàn không có ý muốn cậu Tiêu giúp đỡ. Vậy tại sao trước đó không nói rõ đi? Thấy sắc mặt Lý Chính Đạo cũng trở nên khó coi, Chu Thụy Chân cũng không khỏi miễn cưỡng nở nụ cười, giải thích với Lý Chính Đạo, ông Lý, chúng ta đều xuất thân là gia tộc lớn, còn là thế tử. Giữa chúng ta luôn phải giữ thể diện cho nhau, hơn nữa trước giờ nhà họ Lý chưa từng nhúng tay vào việc của thánh vực. Có lẽ ông Lý cũng không hiểu rõ về tình hình ở thánh vực nên mới đề cử anh Tiêu. Nếu đã nói thẳng mặt như vậy thì tôi nghĩ ông Lý cũng sẽ mất mặt, thật ra với tài năng của anh Tiêu, nếu có thể thật tâm ở lại chỗ tôi, có lẽ 100 năm sau cũng sẽ có tương lai. Mấy lời này của Chu Thụy Chân khiến Lý Chính Đạo suýt nữa tức nổ phổi. Rõ ràng là Chu Thụy Chân không xem nhà họ Lý ra gì, thậm chí xem thường Lý Chính Đạo. Lời ngoài ý trong gì cũng đang nói Lý Chính Đạo không hiểu biết gì. Theo như cậu nói, hôm nay có thể gặp được hai vị thì tôi đây đúng là có mặt mũi đấy. Nhà họ Lý có phải nên tặng cho cậu một tấm biển cảm ơn không? Lúc này sắc mặt Lý Chính Đạo cũng tái đi, một tay đè lên thanh kiếm, hai tay liên tục run rẩy. Ông Lý, ông nói thế hơi quá rồi đấy. Khổng Tuyên cũng sa sầm mặt mày, giọng nói không hài lòng lắm. Mọi người đều là thế tử, không có ai phải sợ ai, dù nhà họ Lý có thế lực nhưng nhà họ Chu và nhà họ Khổng cũng không yếu hơn. Tôi quá đáng, hay lắm, có phải lúc đầu các cậu đồng ý muốn mời cậu Tiêu đến để giúp đỡ, có phải các cậu nói muốn mời cậu Tiêu tham gia tiệc tối không? Thế mà nhoáng cái các cậu lại trở mặt thế à? Giọng nói Lý Chính Đạo lạnh như băng, ánh mắt toát ra tia sát khí. Ông Lý, ông cũng biết cảnh giới của anh Tiêu quá thấp. Tôi nghĩ bây giờ anh ta cùng lắm chỉ mới là nhân vương cấp 1, ở thánh vực người giống như anh ta không thể giúp gì được. Hơn nữa anh ta vừa không xuất thân từ gia tộc lớn, vừa không phải là người của năm đại danh sơn, chúng tôi có cần phải tôn trọng anh ta không? Nói thẳng ra thì anh ta là cái thá gì? Chu Thụy Chân cũng sa sầm mặt mày tức giận nói. Được, các cậu nói hay lắm,
xem ra những người đến từ thế tục như chúng tôi không xứng làm bạn với các cậu. Lý Chính Đạo tức đến môi tái xanh, sắc mặt cũng khó coi đến cực điểm. Thấy Lý Chính Đạo đã tức đến mức mặt mày vặn vẹo, Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng lên nói, ông Lý, chuyện này không liên quan đến ông, hai người mà ông nói trước đó không phải là họ sao? Bảo tôi giúp đỡ loại người này à? Cậu Tiêu, thật xin lỗi, chuyện này là do tôi không xử lý ổn thỏa, mong cậu Tiêu đừng để bụng. Lý Chính Đạo vội xoay người nói với Tiêu Chính Văn. Đúng là xử lý không ổn thỏa thật. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên. Hai, ông Lý, bây giờ ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng nghĩ chuyện này không ổn. Ông Đồng nãy giờ không lên tiếng bỗng xen lời vào. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn ông Đồng cười khẩy nói, người lớn tuổi không chỉ có sức khỏe yếu ớt mà khả năng hiểu biết cũng chẳng khác gì trẻ con nhỉ. Ý tôi là để tâm đến đám người các ông đúng là lãng phí thời gian. Nói rồi Tiêu Chính Văn vỗ vai Lý Chính Đạo nói, chúng ta đi thôi. Lý Chính Đạo hít sâu một hơi, khẽ gật đầu, vừa xoay người định rời khỏi đây với Tiêu Chính Văn thì không ngờ ánh mắt ông Đồng bỗng lóe lên hai tia sáng. Sau đó chỉ thấy ông ta giơ tay lên, một cơn gió bỗng đè xuống về phía Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo. Cùng lúc đó nhiệt độ trong cả sảnh lớn đều giảm xuống âm độ. Một tên thế hệ sau như Tiêu Chính Văn mà lại dám nói chuyện như thế trước mặt họ. Tiêu Chính Văn cũng đã cảm nhận được sát khí phía sau lưng nhưng không thèm quay đầu lại, lạnh lùng nói, ông cả gan đánh ra đòn này thì tôi sẽ khiến ông chết không toàn thây. Bầu không khí trong sảnh lớn bỗng chốc trở nên căng thẳng. Thôi vậy, ông Ngụy sắp đến rồi, cứ để họ đi đi. Chu Thụy Chân khoát tay lạnh lùng nói. Dù sao Lý Chính Đạo cũng đang ở bên cạnh Tiêu Chính Văn. Ngộ nhỡ ra tay làm Lý Chính Đạo bị thương, ngược lại sẽ khiến nhà họ Chu gặp rắc rối. Để chúng tôi đi, Chu Thụy Chân, cậu chắc chắn sẽ hối hận vì chuyện này hôm nay. Lý Chính Đạo quay đầu lại lạnh lùng nhìn Chu Thụy Chân nói. Ông Lý, chuyện hôm nay đến đây thôi, chuyện của Thánh Vực không cần ông nhúng tay vào nữa, chúng tôi có thể tự giải quyết. Mời về cho. Chu Thụy Chân làm động tác mời với Lý Chính Đạo. Hừ. Chỉ một nhân vương cấp một cũng xứng giúp chúng ta à? Đến việc xách giày cho chúng ta cũng chê tay anh ta bẩn nữa là. Khổng Tuyên cũng chế giễu nói. Khổng Tuyên vừa dứt lời, mắt Lý Chính Đạo bỗng lóe sáng, tay cầm chuôi kiếm không khỏi ấn xuống. Là một thế tử, xưa nay hiếm có người nào đạt tới trình độ của Khổng Tuyên. Chẳng trách người vùng ngoài lãnh thổ đều nói người nhà họ Khổng độc ác nham hiểm, sói đội lốt người, đến cả loại chuyện này cũng làm. Hơn nữa, mấy ngàn năm nay, trong đạo nho do Khổng Khâu thành lập, ngoại trừ kỹ nữ và kẻ trộm cướp ra, đến cả một người thực sự có thực lực cũng không có. Tuy nhiên, Tiêu Chính Văn không để tâm đến lời nói của Khổng Tuyên, chỉ vỗ nhẹ vào vai Lý Chính Đạo, ra hiệu cho cụ ta đừng hấp tấp. Dù sao Lý Chính Đạo không có ác ý, Tiêu Chính Văn cũng không muốn khiến nhà họ Lý phải khổ sở vì chuyện này. Lý Chính Đạo hừ một tiếng rồi đi theo Tiêu Chính Văn về phía cửa. Hai người vừa bước ra khỏi cổng, đã đụng phải Ngụy Quốc Đào. Cùng lúc đó, Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên cũng dẫn đầu đám đông ra đón. Rõ ràng cách đối xử với Ngụy Quốc Đào hoàn toàn khác với Tiêu Chính Văn, Ngụy Quốc Đào không chỉ được coi là khách quý, mà hai người bọn họ còn tự mình ra đón. Khi đi ngang qua Tiêu Chính Văn, Ngụy Quốc Đào còn cố ý quay lại nhìn Tiêu Chính Văn, nhưng ông ta cũng không quan tâm mà đi thẳng về phía Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên. Ông Ngụy, quả là khách quý, nhanh, mau vào trong. Chu Thụy Chân tự mình bước tới, chắp tay chào Ngụy Quốc Đào rồi đưa tay làm động tác mời vào. Hai vị thế tử, đây là có ý gì? Ngụy Quốc Đào lại quay đầu liếc nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo, mặc dù ông ta không quen Tiêu Chính Văn, nhưng Lý Chính Đạo là thế tử của nhà họ Lý, sao ông ta có thể không biết cụ ta? Hai, chuyện dài dòng lắm, vừa rồi ông Lý cũng bị người khác lừa gạt. Mang một con kiến cảnh giới nhân vương cấp một tới chỗ chúng tôi, nhờ chúng tôi thu nhận cậu ta, thật sự là làm cho ông Ngụy chê cười. Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên kể lại ngắn gọn những gì đã xảy ra trước đó. Hai, phỏng chừng thế tử Lý chưa từng đặt chân tới Thánh Vực, có chút hiểu lầm với Thánh Vực. Dù sao cảnh giới nhân vương cấp một ở giới thế tục cũng đã là tài giỏi lắm rồi. Ngụy Quốc Đào nói xong cũng cười mỉa mai. Thôi đi, đừng nói chuyện này nữa. Ông Ngụy, mời vào. Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên một trái một phải, Ngụy Quốc Đào đi thẳng vào trang viên.
Nghe thấy đám người Ngụy Quốc Đào nói chuyện, Lý Chính Đạo nghiến răng ken két. Cậu Tiêu, xem ra là tôi đánh giá cao bọn họ, loại người trông mặt mà bắt hình dong này thật không đáng giúp đỡ. Lý Chính Đạo tức giận nói. Thực ra ông Lý là vì Hoa Quốc, cũng không phải ích kỷ, là do bọn họ thiếu hiểu biết. Tiêu Chính Văn không hề có ý trách móc Lý Chính Đạo. Nhưng lời của bọn họ thật quá đáng, vừa rồi cậu Tiêu không nên ngăn cản tôi. Lý Chính Đạo lại siết chặt lấy chuôi kiếm, trong lòng tràn đầy nỗi căm hận. Mọi người đều là thế tử, Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên thật là quá đáng. Trước mặt Ngụy Quốc Đào, không chỉ chê cười Tiêu Chính Văn, mà còn chê cười luôn cả nhà họ Lý. Chỉ là hai vị thế tử mà thôi, loại người như bọn họ không đáng để chúng ta ra tay, bọn họ không có tư cách bị tôi đánh. Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười khẩy. Ở trước mặt Tiêu Chính Văn mà nói ra lời như vừa rồi, đương nhiên anh sẽ không bỏ qua như vậy, chỉ có điều Tiêu Chính Văn hoàn toàn không coi trọng hai người họ. Ra tay với bọn họ, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy tổn hại thân phận của mình. Không đủ tư cách bị cậu đánh ư? Lý Chính Đạo ngây người khi nghe lời này. Rõ ràng là Tiêu Chính Văn không định bỏ qua cho Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên. Đúng vậy, Long Nguyệt và Long Hình đương nhiên sẽ chỉnh đốn lại bọn họ không phải muốn thân phận hay sao? Đến lúc đó, lại cho bọn họ một thân phận thích hợp. Tiêu Chính Văn mỉm cười nói. Giọng điệu này, như thể đang nói một điều gì đó rất bình thường. Nhưng đó là hai vị thế tử, mặc dù nói người nhà họ Khổng trời sinh tính tình nham hiểm ti tiện, nhưng tuyệt đối không phải không có khả năng. Đặc biệt là nữ vệ sĩ của hắn, bản lĩnh phải nói là sâu không lường được. Thực ra thực lực của thế tử có thể không cao. Ví dụ như Lý Chính Đạo chỉ có sức mạnh đỉnh cao của cảnh giới nhân vương cấp 1, vệ sĩ riêng bên cạnh thế tử đều vô cùng tài giỏi. Như ông Đồng bên cạnh Chu Thụy Chân, chính là một người khó chơi. Trong trang viên nhà họ Chu lúc này, để lôi kéo được Thiên Hành, Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên không chỉ xin lỗi Ngụy Quốc Đào, mà còn ngồi song song với ông ta, không ngừng nịnh hót Ngụy Quốc Đào cũng như nhà họ Ngụy. Hơn nữa còn tặng Ngụy Quốc Đào một món quà lớn. Ông Ngụy, thanh kiếm này chính là kiếm thiên tử mà Hồng Vũ Vạn Tuế chinh phạt thời kỳ Nguyên Đế, tuy rằng uy lực không mạnh như xưa nhưng vẫn có chút khí thế của bậc đế vương. Hy vọng ông Ngụy có thể vui lòng nhận lấy. Nói xong, Chu Thụy Chân đưa một chiếc hộp gỗ hình chữ nhật cho Ngụy Quốc Đào. Nhìn chiếc hộp gỗ trong tay Chu Thụy Chân, mặc dù chưa được mở ra, nhưng cảm giác khí tức mạnh mẽ này cũng đủ cho thấy thứ trong hộp hẳn là một vũ khí lợi hại. Giống như lời Chu Thụy Chân đã nói, có quá nhiều loại vũ khí có mang sát khí, thậm chí là thần binh cũng không hiếm gặp. Tuy nhiên, có rất ít binh khí ẩn chứa khí thế của bậc đế vương. Khí thế của bậc đế vương hoàn toàn khác với sát khí hay hỏa khí, đây là một thứ có thể so sánh được với vận khí. Thanh kiếm còn chưa được rút ra khỏi vỏ, Ngụy Quốc Đào đã cảm thấy ớn lạnh. Điều này đủ cho thấy thứ mà Chu Thụy Chân tặng thực sự là một thanh kiếm quý. Đây quả thực là một thanh kiếm tốt, nếu thật sự là thứ mà Hồng Vạn Tuế từng dùng, thì tôi đây cũng không dám nhận. Ngụy Quốc Đào nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, hai mắt phát sáng nói. Thật ra Ngụy Quốc Đào rất muốn lập tức mang thanh kiếm này về, nhưng dù sao cũng là thứ được Hoàng đế Hồng Vũ dùng qua, nhà họ Chu cũng coi nó như một bảo vật. Cái gọi là quân tử không cướp đi thứ người ta yêu. Thật ra cũng không phải là không thể lấy đi thứ người ta yêu thích mà là lấy đi rồi nhưng không để người ta ghi hận. Ồ, tại sao không nhận? Chu Thụy Chân cau mày hỏi. Ngụy Quốc Đào ngượng ngùng cười nói, Thế tử Chu, đây là bảo vật của nhà họ Chu. Tôi một người nhà họ Ngụy không công không thể nhận lộc, món quà này quá quý giá. Nghe vậy, Chu Thụy Chân ngẩng mặt cười lớn, ông Ngụy, ông quá lời rồi, nhà họ Chu chúng tôi có rất nhiều bảo vật thế này. Dù sao năm đó Hồng Vũ Vạn Tuế cũng là thiên tử trên lưng ngựa. Thanh kiếm này chính là nhân chứng cho tình hữu nghị của nhà họ Chu và nhà họ Ngụy. Dù thế nào cũng mong ông Ngụy nhận lấy. Thấy sự chân thành của Chu Thụy Chân, Ngụy Quốc Đào lúc này mới xoa xoa hai tay, đón lấy hộp gỗ từ trên tay Chu Thụy Chân, cười nói, vậy thì tôi cung kính không bằng tuân mệnh rồi. Nói xong, Ngụy Quốc Đào cẩn thận nhận lấy hộp gỗ mở ra xem thử, ánh sáng vàng lóe lên. Quả nhiên là một thanh bảo kiếm trong các loại bảo kiếm. Ngay cả hoa văn rồng trên thanh kiếm cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Cất chiếc hộp gỗ đi, Ngụy Quốc Đào chào tạm biệt Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên. Trở lại nhà họ Ngụy đặt hộp gỗ sang một bên, Ngụy Quốc Đào đi thẳng tới phòng khách, gọi luôn Ngụy Ngưng Nhi tới.
Món quà bố bảo con chuẩn bị đã chuẩn bị xong chưa? Ngụy Quốc Đào ngẩng đầu hỏi. Đã chuẩn bị xong, nhưng, hai người họ có thực sự đáng để bố tự mình tới không? Ngụy Ngưng Nhi không hiểu hỏi. Ngụy Quốc Đào vốn định sẽ đích thân mời Long Nguyệt và Long Hình đến nhà họ Ngụy vào tối nay. Nếu hai bên có thể thương lượng được thì đương nhiên là chuyện tốt. Nếu không thể thương lượng được, cũng có thể coi là tạo được một mối quan hệ tốt. Cái gì là đáng với không đáng, Ngưng Nhi, con còn quá non trẻ, con cho rằng, hai vị thế tử Chu Thụy Chân và Khổng Tuyên đích thân tới đón bố đi ăn cơm, lại tặng bố một thanh bảo kiếm, con cho rằng họ đáng làm vậy không? Ngụy Quốc Đào híp mắt hỏi. Có đáng không, nếu chỉ dựa vào thân phận thì quả thật không đáng. Nhưng Ngụy Quốc Đào không còn là con tốt thí của nhà họ Ngụy nữa, trong thánh vực, ông ta cũng được coi là một thế lực lớn. Hơn nữa với sự hậu thuẫn của Thiên Hành, hai người thấp bé kia làm sao có thể so sánh được. Cho dù họ cũng là thế tử, vậy thì đã sao? Trong thánh vực, ai không phải nể mặt nhà họ Ngụy chứ? Bố, việc này không thể so sánh được. Trong thánh vực, ai không phải nể mặt nhà họ Ngụy, cho dù như nhà họ Chu và nhà họ Khổng cũng phải nhún nhường chúng ta ba phần đấy. Ngụy Ngưng Nhi cau mày nói. Thứ nhà họ Ngụy định tặng chính là trận pháp tuyệt thế được cất giấu nhiều năm. Một bộ được gọi là Thiên Cực Bát Môn, bộ kia gọi là Huyền Thiên Trận. Hai trận pháp tuyệt kỹ này nếu ở trong năm đại danh sơn trong thế tục, cũng sẽ bị tranh giành sứt đầu mẻ trán. Đặc biệt trong Thiên Cực Bát Môn có rất nhiều ghi chép về nguyên khí. Trên thực tế, cho đến ngày nay, không phải cao thủ nhân vương cấp 2 nào cũng có thể sử dụng nguyên khí một cách thuần thục. Mỗi chữ trong bộ trận pháp này có thể nói là đáng giá ngàn vàng. Một món quà quý giá như vậy mà đem tặng cho Long Nguyệt và Long Hình, ngay cả Ngụy Ngưng Nhi cũng cảm thấy đau thấu xương. Nếu bọn họ thực sự là thế tử của một thế gia nào đó, thì chúng ta đã dùng cái giá nhỏ nhất đổi lấy nhiều lợi ích nhất. Còn đừng quên, khi cục diện chung sắp thay đổi, nhà họ Ngụy của chúng ta cũng sẽ phải tiến vào thế tục. Được sự che chở của thế gia, nhà họ Ngụy chúng ta cũng có thể hô mưa gọi gió trong thế tục. Đến lúc đó, hai bộ trận pháp này có thể so sánh được với lợi ích mà chúng ta có được sao? Ngụy Quốc Đào đa mưu túc trí đến thế nào, làm sao có thể đồng ý một vụ trao đổi thua thiệt? Nhìn thì thấy lần này ông ta tặng một món quà lớn, nhưng trên thực tế, lợi ích mà ông ta nhận được còn nhiều không kể xiết. Nhưng lỡ như, không có lỡ như gì cả, chúng ta đi. Nói xong, Ngụy Quốc Đào đưa Ngụy Ngưng Nhi đến khách sạn nơi đám người Tiêu Chính Văn đang ở. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã trở về khách sạn từ lâu, hơn nữa anh cũng đặt một phòng cho Lý Chính Đạo. Kết quả vừa thu xếp ổn thỏa cho Lý Chính Đạo ổn định, Ngụy Quốc Đào đã tới cửa. Long Vương, người nhà họ Ngụy đến rồi. Long Hình đến trước cửa phòng của Tiêu Chính Văn, khẽ nói. Cho họ vào, Tiêu Chính Văn nói rồi. Lần lượt đưa cho Long Nguyệt và Long Hình mỗi người một viên đan dược, ra hiệu cho họ uống ngay lập tức. Sau khi uống viên thuốc, khí tức của Long Nguyệt và Long Hình đột nhiên thay đổi, thần sắc cũng thay đổi rất nhiều. Thậm chí Long Hình còn có cảm giác không giận mà uy. Sau khi Ngụy Quốc Đào vào cửa, ánh mắt của ông ta bị Long Hình và Long Nguyệt thu hút. Khí tức mạnh mẽ như vậy, ngay cả Ngụy Quốc Đào cũng phải sững sờ. Bây giờ Long Hình và Long Nguyệt khiến cho người ta cảm giác được hai người họ đang áp chế thực lực nhưng lại có chút không áp chế được, nhìn qua tu vi của hai người họ tuyệt đối không chỉ là bán bộ nhân vương. Hả, loại khí tức này, ông ta chỉ thấy ở trên người đám thế tử như Chu Thụy Chân. Quả nhiên như trong dự tính, hai người này vẫn luôn ngụy trang. Nói cách khác, để không thu hút sự chú ý của người khác, nên mười mấy năm trước họ mới gia nhập Điện Thần Long và trở thành thuộc hạ của Tiêu Chính Văn. Nghĩ đến đây, Ngụy Quốc Đào thầm đắc ý, nhưng khi ngẩng đầu nhìn thấy Tiêu Chính Văn và Lý Chính Đạo, ông ta không khỏi sửng sốt. Đây không phải là hai người mới bị Chu Thụy Chân đuổi đi sao? Thì ra là hai người, xem ra chúng ta thật sự là có duyên. Nghĩ lại mới ngộ ra, đây chính là vua Bắc Lương của Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn đúng không? Ngụy Quốc Đào nhìn Tiêu Chính Văn lạnh lùng cười một tiếng. Hơn nữa, ông ta thẳng thừng nói ra cảnh tượng chạm mặt vừa rồi. Là để đánh đòn phủ đầu Tiêu Chính Văn. Khi Lý Chính Đạo nghe được những lời này, vẻ mặt của cụ ta đột nhiên đông cứng lại, hai hàng lông mày kiếm dựng lên. Ngay khi Lý Chính Đạo sắp tức giận, Tiêu Chính Văn đã nhẹ vỗ vai cụ ta. Lý Chính Đạo lúc này mới đè nén lửa giận trong lòng, hừ một tiếng rồi quay đầu đi,
không nhìn Ngụy Quốc Đào nữa. Thứ lỗi cho sự thiếu hiểu biết của tôi, hai vị đây hẳn đều có thân phận là thế tử, vậy tôi người quang minh chính đại cũng không nói lời mờ ám nữa, nếu hai người muốn ở trong thánh vực tạo nên chiến tích thì nhà họ Ngụy chúng tôi mới là lựa chọn duy nhất của hai người. Tôi tin rằng hai người cũng đã nghe nói, Thiên Hành mới là người xuất sắc trong thánh vực này. Nếu có Thiên Hành ra tay giúp đỡ, lần này hai người nhất định sẽ không trở về tay không. Ngụy Quốc Đào nói, nhìn Long Hình và Long Nguyệt. Thực xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú với nhà họ Ngụy, hai người chúng tôi đã sớm tỏ rõ lòng mình rồi, sống là người của Điện Thần Long, chết cũng là ma cũng là người của Điện Thần Long. Long Hình và Long Nguyệt không chút khách khí từ chối. Ngụy Quốc Đào không khỏi cau mày, tôi nghĩ hai người vừa nãy không nghe rõ những lời tôi nói, chính một giờ trước, Long Vương của hai người vừa bị người ta đuổi đi. Người đuổi cậu ta đi lại coi tôi là khách quý. Ngụy Quốc Đào vừa dứt lời. Long Nguyệt và Long Hình đột nhiên biến sắc, trong mắt hiện lên một tia sát ý nồng đậm. Tuy nhiên, Ngụy Quốc Đào không có ý định kiềm chế, ngược lại còn lấy ra thanh bảo kiếm. Nếu không tin, hai người có thể xem thử. Đây là thanh bảo kiếm của Hồng Vũ Vạn Tuế từng dùng, bên trên vẫn còn lưu lại khí thế của bậc đế vương. Đây chính là thanh bảo kiếm đó, hai người có còn gì nghi ngờ không? Ngụy Quốc Đào tự đắc, ông ta mở hộp gỗ khoe khoang với họ. Xin lỗi, chúng tôi không có hứng thú với những thứ này. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 93.